chương 131, nàng không ngại. Ngàn năm tu vi yêu quái, chính mình hẳn là đánh không lại a. À. Lục Xuyên ở trong lòng cân nhắc một chút, phát hiện thực lực sai biệt có hơi lớn, vẫn là không nên động thủ tốt. Chợp mắt liền va vào chúng ta trong mây. Đạo cô tại Lục Xuyên trên thân dò xét một phen, bỗng nhiên trắng mút gương mặt xinh đẹp bên trên phát ra cười lạnh, nói, trùng hợp như vậy. Nói khéo léo chẳng bằng nói đây là duyên phận. Lục Xuyên chuyển mắt ưu nhã cười nói, đêm trăng tròn, ngày tốt cảnh đẹp, là cái gì để cho ta cùng các vị đẹp như tiên nữ tỷ tỷ bọn muội muội ở đây gặp nhau, là duyên phận. Nhìn xem liếu lo không ngừng, một bộ cùng các nàng từ trước đến nay không thế quen thuộc hơn được lục xuyên, dù cho là đạo cô, trên trán cũng bốc lên hắc tuyến. Lại xem xét, những cái kia tiên nữ nghe lời này nhìn về phía cái này quả đen tinh trong mắt vậy mà bốc lên ra trận trận dị sắc, bị thổi phồng đến mức tâm hoa nổ phóng, trên mặt thẹn thùng. Về phần mấy cái kia đạo nhân trong mắt đều nhanh bốc lửa. 3. Lục xuyên vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay xuất hiện một nhánh kiều diễm ướt át tươi hoa hồng đỏ. Hoa hồng trên đời này có hay không hắn không biết, nhưng có bác cửu huyền công tại, biến đoá hoa đi ra quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Treo chọc một đám tiểu hồ ly, thật không có có tính khiêu chiến. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi tại đạo cô trên thân, khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười đi đến đạo cô trước, dâng lên hoa hồng nói, hoa tươi xứng mỹ nữ, bảo kiếm xứng anh hùng, đoá này mỹ lệ hoa vừa vặn xứng tỷ tỷ hoa dung nguyệt mạo. Rời đi thế nhưng là không đợi lục xuyên nói xong đạo cô liền đưa tay một chỉ bên cạnh lạnh lùng nói như thế như quen thuộc da mặt dày quả đen tinh quả thực trước đây chưa từng gặp lại lưu hắn một trận nàng lo lắng tỷ tỷ nàng bọn này không chút thấy qua việc đời tiểu hồ ly đều có thể bị con hàng này ngoặt chạy ai lục xuyên ý cười đốn liễm gật đầu xoay người rời đi mười phần dứt khoát không chút nào dây dưa dài dòng để hắn đi hắn chỉ mong sao đâu cái này hạ chính giữa của hắn ý muốn tỷ tỷ bọn muội muội hữu duyên tạm biệt Đi đến mây bên cạnh phía sau lục xuyên chuyển cái thân, đối đám người cười phất phất tay, trung thân biến thành một con quả qua một tiếng, xông ra mây bên ngoài không còn bóng dáng. Hì hì, cái này quả đen tinh tốt tuấn tiếu a, à. Còn rất ưu nhã khôi hài đâu. Chúng nữ tử đồ vừa cười vừa nói. Hừ, lại ưu nhã cũng che giấu không được đen sự thật. Hoa ngôn xảo ngữ cũng không cải biến được tiếng kêu khó nghe. Mấy cái đạo nhân không phục khẽ nói, người đều nói hồ ly tinh am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng hôm nay gặp quỷ, gặp phải như thế chỉ quả đen tinh. Khoa, Một con quả xông ra yêu vân, tại bầu trời đêm phát ra vài tiếng khàn giọng khó nghe tiếng kêu, vỗ cánh rất nhanh bay đến một đám mây bên trên. Giải quyết. Thân công báo hỏi, tại trên mây nhắm mắt ngồi xếp bằng, một mặt lạnh nhạt. Sư phụ, ngươi. Ngươi biết vừa rồi cái kia yêu vân bên trong có cái gì sao? Quả đen biến trở về lục xuyên, ngồi xuống hít sâu một hơi, cắn răng nói, một đám mấy trăm năm đạo hạnh khác nhau hồ yêu, còn có một cái ngàn năm lão yêu a. À đồ nhi hơi kém liền không về được ngươi có biết hay không thật sao thân công báo mở mắt ra nhìn về phía hắn thản nhiên nói bất quá làm sao vi sư nhìn thấy cùng ngươi nói có chút sai lệch nha ngươi lại là dỗ ngon dỗ ngọt lại là cho người ta tặng hoa phong lưu rất đây này đồ đệ này thật có đôi khi chính hắn đều chịu phục vừa mới nhìn đến cái kia chim trĩ tinh xuất hiện lúc hắn cũng lo lắng nhịn không được muốn xuất thủ có thế tiểu tử này dăm ba câu thế mà liền bình yên vô sự lông tóc không hao tổn đi ra hắn thân công báo là khéo léo không giả có thế đối diện đấy đều là chúc đạo hữu a tiên gia a mà không phải nữ yêu trên một điểm này hắn đều tự nhận không bằng lục xuyên sắc mặt cứng đờ bỗng nhiên chỉ vào phía dưới nhanh chóng nói sư phụ những yêu nghiệt kia phải vào hoàng cung chỉ gặp phía dưới theo yêu vân tiếp cận phong thanh phần phật các bay đá chạy thiên hôn địa ám cảnh tượng như vậy rõ ràng là yêu nghiệt giáng lâm yêu dị mà âm trầm ở đâu là thần tiên giáng lâm quan cảnh lộc đài bên trên tới nghe được động tĩnh đắc kỹ trong lòng hơi động, biết rõ nàng an bài người đã đến. Việc rất nhỏ. Trên bầu trời thân công báo nhàn nhạt nói, nói một cái tay hướng phía dưới nhô ra, phóng thích ngũ thải quang hoa, hóa thành che trời bàn tay lớn một thanh liền đem đoàn kia yêu vân câu trong tay. Xoẹt. Bất quá yêu vân bên trong có một đạo ánh sáng màu xanh, phản ứng cực nhanh, tại thân công báo cái tay này câu hạ thời điểm phi độn mà ra, hóa thành một cái đạo cô, nhìn về phía bàn tay lớn vừa sợ vừa giận. Thân công báo bàn tay thu hồi, đem câu tới yêu vân cất vào một cái khác trong tay áo, sau đó ngẩng đầu, nhìn đạo cô một cái. Chỉ một cái liếc mắt đạo cô con ngươi liền co rụt lại, cả người toàn thân căng thẳng lên, trong lòng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác, để nàng kinh hãi hết sức. Đạo hữu hữu lễ. Đạo cô đè xuống tức giận trong lòng, đánh cái chấp tay nói, không biết đạo hữu đối bần đạo bỗng nhiên xuất thủ, ý muốn như thế nào. Thân công báo đối lục xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồ đệ, ngươi nói. Lục xuyên lắc đầu, liền sẽ sai sử người ấy, ngươi cũng không nên lôi kéo làm quen, loạn xưng đạo hữu. Hắn đi lên trước cười nói, chúng ta là người ngươi là yêu, đạo khác biệt, vẫn là không cần loạn nhất lên quan hệ thế nào tốt. Mới hình dạng của hắn là biến hóa qua, cho nên cũng không cần lo lắng bị nhận ra là vừa rồi quả đen tinh. Ngươi. Đạo cô trong mắt hàng quang lóe lên, cắn chặt răng ngà, lật tay một mụn sắc bén trường kiếm xuất hiện trong tay, lăng không cầm kiếm mà đứng, quát, các ngươi chớ có kinh người quá đáng. Ngươi là yêu, không phải người. Lục Xuyên nhẹ giọng nhắc nhở, mặt khác, so với một lời không hợp liền động thủ, tiểu đạo vẫn tương đối thích giảng đạo lý, lấy đức phục yêu, cho nên chúng ta trước nói chuyện đi, đàn không ổn lại động thủ không muộn. Đánh không lại, giảng giảng đạo lý cũng không sao, đánh thắng được, vậy liền coi là chuyện khác nha. Đạo cô Nói thật, nàng liền chưa từng thấy như thế giày vò khốn khổ đạo sĩ. Trước kia đạo sĩ gặp yêu, cái nào không phải kêu đánh kêu giết, hôm nay thế mà gặp một cái giảng đạo lý. Ha ha, hiếm lạ. Thật rất ly kỳ nếu như ngươi không muốn hại chết đám kia tiểu hồ ly, như vậy hiện tại tốt nhất đem kiếm thu lại, khoảng tiểu đạo mắt. Lục Xuyên nói ra, mặt khác, đừng lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, không phải uổng công cái này huyễn hóa ra bộ dáng, tiểu đạo sợ nhìn lâu ban đêm làm ác mộng. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chinh trĩ tinh có chút lăng loạn, nàng đột nhiên cảm thấy lấy trước kêu đánh kêu giết đạo sĩ, cũng so cái này tiểu đạo sĩ cũng thuận mắt nhiều. Một lời không hợp liền đánh, sảng khoái, cái nào giống bây giờ nhiều chuyện như vậy? Muốn động thủ, thế nhưng là đến một lần cố kỵ những cái kia hồ ly thứ hai lão đạo sĩ kia lại thâm bất khả trắc ở nơi đó để nàng cảm thấy cực độ nguy hiểm đi thẳng một mạch đi lại không thể đem tỷ tỷ nàng những cái kia đồng tộc phản bối bỏ mặt quá oan uổng chúng ta đồng thời không có cái gì ác ý chỉ là ta cùng sư phụ một ngày cũng chưa ăn cơm cực đói lục xuyên cười nói nghe nói ngươi muốn đi dự tiệc cho nên muốn cùng ngươi đi ăn bữa tiệc không ngại a à. vì cái này bỗng nhiên hoàng cung buổi tiệc hắn có thể giữ lại bụng một ngày không có ăn cái gì có thế không đói bụng sao ta giới ngươi đạo cô lạnh lùng muốn nói để ý có thế nói còn chưa dứt lời chỉ thấy lục xuyên đã quay người đỡ dậy thân công báo cười nói sư phụ đã thỏa đàm nàng không ngại đạo cô ừm um, đi thôi thân công báo gật gật đầu sư đồ không nhìn thẳng trên không trung hóa đá xốc xếp đạo cô từ bên cạnh của nàng đi qua lộc đài phía trên lúc đầu nhìn thấy gió nổi lên về sau đắc kỷ mừng thầm trong lòng có thể để nàng bọn hậu bối cũng ăn bữa ngon có thế đợi đến yêu phong dừng lại cũng không thấy bóng dáng, đắc kỹ trong lòng không khỏi lấy nóng nảy. Chương 132, Thần Tiên Đăng Tràng Đắc kỹ ngồi tại chỗ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng. Từ mới xuất hiện động tĩnh đến xem, rõ ràng là nàng cắt con đến, có thế là vì sao chậm chạp không tiến vào, khó nói ra cái gì ngoài ý muốn hay sao. Nàng trong lòng bất an bắt đầu. Nghĩ nghĩ, nàng đối bên người trụ vương yên nhiên ôm nhu nói, đại vương, ngày tốt sắp tới, chắc hẳn thần tiên rất nhanh tới đến, thiếp thân đi ra xem một chút. Trụ vương đang cùng phí trọng, vương hồn mấy cái giỏi về nịnh nọc gian thần ở một bên uống rượu làm vui, nghe vậy đáp ứng. Đắc kỷ có chút lo lắng đi ra ngoài cửa. Lão thiên xin phù hộ, tuyệt đối đừng để nhị muội cùng các con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Đắc kỷ đi ra ngoài, một bên ở trong lòng cầu nguyện, nhưng lại tại nàng đi đến thiên về cửa điện thời điểm. Ông! Bỗng nhiên, tại hạo nguyệt đương đầu trong bầu trời đêm, bỗng nhiên sáng lên hào quang vạn đạo, tương dạ không chiếu tựa như ban ngày. Đồng thời bạn có dị hương trận trận, thấm vào ruột gan, tiếng nhạc ẩn ẩn, nhân gian khó ngửi, đầy trời cánh hoa, lộn xộn dương vẫy xuống. Trên trời, thân công báo trên thân nở rộ vạn đạo hào quang, ấm áp nhưng rất nhu hòa, không chói mắt. Lục xuyên dùng bát cửu huyền công, đem thiên địa ngũ hành linh khí biến thành ống ánh hoa năm màu cánh, từ trên trời vẫy xuống, nhưng làm hắn mệt mỏi không nhẹ. Cái kia đạo cô, mặt đen lên, thổi lấy một căn bích ngọc ống sáo tại tấu nhạc. Lục Xuyên dành thời gian thở dốc một hơi, từ trên cao hướng xuống liếc mắt nhìn về sau, lại xem xét bên cạnh bị hắn cho tỉ mỉ đóng gói qua thân công báo. Đầu đội tử kim quang, đạo bào mặt trên người. Một phái tiên phong xương, đắc đạo thuần dương tiên. Ân, hoàng mỹ. Lục Xuyên đối thân công báo làm thủ thế, sư phụ, thả gấu. Lúc này thân công báo trên thân còn tự mang đặc hiệu kim quang, cái này đi ra muốn nói hắn không phải thần tiên, chỉ sợ người ta đều không tin. Đạo cô ở một bên trận trắng mắt, Nàng đối với hai sư đồ thật đã không phản bác được. Đạo sĩ nàng ngàn năm qua gặp không ít, chỉ là quái dị như thế nàng vẫn là lần đầu gặp. Ra cái trường đều muốn khiến cho lòe loẹt, mấu chốt là còn muốn kéo lên nàng. Khi biết nàng hiểu âm lục hội thổi sáo về sau, Lục xuyên cảm thấy không thể dạng này tài nguyên lãng phí, thế là liền để đạo cô nói đùa một chút ra sân âm hưởng sư. Thật sự là đủ. Đạo cô trong lòng cái kia nổi giận a. À. Nếu không phải đánh không lại còn có tỷ tỷ nàng bọn tiểu hồ ly đều tại trên tay người ta lời nói nàng không phải lật bàn không thể. Có đánh hay không qua được khác nói, nhưng giúp bọn hắn tấu nhạc, cái này thật sự quá oan uổng. Nghe được Lục Xuyên lời nói thân công báo hít vào một hơi, tay áo mở ra, một trận cuồng phong gào thét mà ra. Đạo cô sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trống. Chỉ gặp trong cuồng phong, một cái lộng lẫy chấp cánh răng kiếm thần hổ xuất hiện, chính là trong truyền thuyết thần thú phi hùng, vừa ra trận liền phát ra làm người sợ hãi hung uy. Đi bên trên phi hùng hai cánh, tấu nhạc đừng có ngừng. Lục xuyên đối đạo cô làm cho nói ra, đồng thời nhảy lên phi hùng một bên cánh ngồi xếp bằng xuống. Phi hùng hai cánh rất rộng lượng, một bên đều có không sai biệt lắm dài 2 mét rộng 1 mét, ngồi cá nhân không có nửa điểm vấn đề. Đạo cô con mắt bốc hỏa, bất quá mắt nhìn thân công báo cùng phi hùng về sau, trong mắt ánh lửa tắt đi, một ngàn cái không nguyện ý ngồi xuống một bên khác trên cánh. Thân công báo tung người một cái nhảy đến phía trên, phiêu nhiên rơi tại phi hùng cổng lên. Vẫn là lão tư thế, ngồi xếp bằng ổn ách ra sơn liền ta hai tay trống trơn giống như có điểm mất mặt mà nha lục xuyên mắt nhìn bên cạnh thân công báo cánh tay dựng phất trần đạo cô có bích ngọc địch tại tay chỉ một mình hắn hai tay trống trơn tử tiêu kiếm dùng vào cái khác tàn binh quyết triệu hồi ra tử tiêu kiếm phát tại sau lưng ân không tệ có hình sau đó tiếp tục biến cánh hoa vung hoa không có cách nào cái gì truyền thuyết bên trong trên trời rơi xuống dị hương địa dũng kim liên tử khí đông lai ba vạn dặm đây đều là tam giới bên trong. Những ngày kia Tôn còn có tổ sư cấp đại nhân vật ra sân lúc, thiên địa xúc động, hữu nghị đưa tặng ra sân đặc hiệu. Về phần một cái chân tiên còn muốn cái gì ra sân đặc hiệu? Muốn tự mình chế tác đi đến ngươi. Sư phụ, có thể đi rồi, đúng rồi, đừng quên làm ca mà đi. Lộc Đài bên trên. Đắc Kỷ ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong, nhu hòa kim sắc hào quang vạn đạo, ống ánh hoa năm màu cánh từ không trung bay xuống, êm tai tiếng sáo càng phát ra vang dội. Đắc Kỷ sợ ngây người, nàng nhị muội cái này đang làm cái gì thành tựu, làm sao làm như thế một cái lòe loẹt đăng tràn. Nếu như Lục Xuyên biết rõ nhất định sẽ nói cho nàng, cái này không gọi lòe loẹt, gọi bức cách. Ái thê, có phải hay không thần tiên tới? Trụ vương cùng mấy cái đại thần vốn đang tại uống rượu làm vui, nhưng nhìn đến sáng như ba ngày cửa ra vào, còn có như hoa tuyết như vậy ống ánh hoa năm màu cánh, mờ mịt tiên nhạc dị tượng, sao lại không biết chuyện gì xảy ra? Mấy người tinh thần chấn động, toàn bộ rời tiệc, ấn đắc kỹ trước đó phân phó thổi tắt đèn đuốc ánh nến, để tránh quấy rầy thần tiên, về sau thận trọng đi tới cửa hướng trời cao quan sát. Luyện liền ngũ hành chân thủy quyết, di sơn đảo hải càng thông huyền. Hàng Long phục hổ theo ý ta, vượt hạt cưỡi rồng vào cửu thiên. Tử khí phi thăng ngàn vạn trường, khỉ lúc đại nội trồng kim liên. Chân đạp hào quang nhàn trêu đùa, tiêu giao cũng qua mấy ngàn năm. Ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy cái kia kim sắc hào quang bên trong, ba bóng người thừa một đầu thần tuấn thần hổ làm ca mà tới. Đắc kỷ có chút mộng. Nàng nhị muội hỉ âm luật không giả, nhưng là nàng cái gì thời điểm có thể làm ra bực này đắc đạo tiên nhân ca từ tới. Bất quá chờ nhìn thấy bóng người về sau, đắc kỹ nhíu mày. Làm sao chỉ nhị muội một người, nàng cái kia 39 cái các con đâu. Còn có cái này hai đạo sĩ là ai? Nếu không phải trụ vương cùng đại thần còn ở nơi này mà nói, nàng đã sớm nhịn không được xông đi lên hỏi. Chờ chút. Đắc kỹ nhìn xem phía trên, đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó, cả người như rơi xuống hầm băng, cứng ngắc tại nguyên chỗ giống như một tòa băng điêu. Là hắn. Nàng nhớ ra rồi. Năm đó bởi vì Ngọc Thạch tì bà tin sự tình, nàng đi đi tìm một cái tiểu đạo sĩ tính sổ sách. Kết quả bởi vì chính mình chủ quan, bị tiểu đạo sĩ thần kiếm gây thương tích không nói, còn ở nửa đường bị một đạo nhân ngăn chặn, nói nàng khi dễ là hắn đồ đệ. Đạo sĩ kia chỉ là ánh mắt liền để nàng hải hùng khiếp vía, dọa đến nàng tâm thần có chút không tập trung rất lâu. Khương Tử Nha là xiển giáo đệ tử, cái kia tiểu đạo sĩ lại là của hắn sư Điệp như vậy không khó suy tính ra cái kia đạo nhân cũng là xiển giáo cao nhân đắc đạo. Cũng là bởi vì đạo sĩ này tại triều ca, nàng mới nhẫn nại 7 năm không có xuống tay với Khương Tử Nha. 7 năm sau, nàng mới đợi đến một cái cơ hội. Đạo sĩ rời đi triều ca thật lâu thời gian, lúc ấy cũng chính là lục xuyên tại Ngọc Tuyền Sơn học nghệ, thân công báo nhàn rỗi nhàm chán lúc ra cửa. Thế là nàng xuống tay với Khương Tử Nha. Nàng vốn định muốn Khương Tử Nha mệnh, nhưng là chưa từng nghĩ bị Khương Tử Nha trốn thoát hôm nay đạo sĩ kia lại xuất hiện, chẳng lẽ? Đắc kỹ tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, sợ vỡ mật trung động, thậm chí nhìn không được muốn phát run. Nhìn nhìn lại thần hổ trên cánh hai cá nhân. Một cái là nàng nhị muội, nhưng rõ ràng đã thụ người chế trụ, một cái là năm đó tiểu đạo sĩ. Tuy rằng 7, tám năm sau hắn đã lớn lên trưởng thành, biến anh tuấn cao lớn thêm không ít, nhưng mặt mày tầm đó vẫn như cũ có thể nhìn thấy năm đó bộ dáng, còn có sau lưng thanh kiếm kia. Đắc Kỷ nghĩ hồi thiên điện bên trong, nhưng dưới chân không có khí lực, bởi vì hổ bên trên đạo sĩ đã thấy nàng. Di sơn đảo hải, hàng long phục hổ. Trụ vương nói nhỏ thân công báo mới ca bên trong từ, trong mắt quan càng ngày càng sáng, ngạc nhiên thấp giọng hô nói, ngoại trừ thần tiên còn có ai có thể làm ra bực này ca đến, thần tiên, ái thê, thật sự là thần tiên A. Đắc kỷ đau thương cười một tiếng, lẩm bẩm nói, tự gây nghiệp thì không thể sống A. Năm đó vì lừa gạt trụ vương xây lộc đài, hại khương tử nha, nàng biên ra lộc đài xây xong phía sau hội có thần tiên đến hôm nay thần tiên đổ đã tới, thế nhưng là kẻ đến không thiện, trước mắt người tới để trong lòng nàng đắng chát khó mà mở miệng. Đúng rồi, ta có nữ hoa nương nương ngự mệnh mang theo, có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Đột nhiên nàng tinh thần chấn động, nghĩ đến bảo mệnh phù, bất quá vẫn là cao hứng không nổi. Năm đó nàng tam muội cũng báo ra nữ hoa nương nương danh hào, có thế Khương Tử Nha không phải là dám dùng tam muội hỏa tướng chi đốt ra nguyên hình sao. Chương 133, Lục Xuyên rất bỉ khuất. Ly Trong bầu trời đêm, một cái ngũ thải ban lan thần điểu vỗ cánh bay qua tại vạn trượng hào quang bên trong bóng người phía trên uống lượng sấn thắt mấy người càng phát ra thần thánh giờ khắc này đắc kỷ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi cái này chim năm đó nàng cũng đã gặp hết sức lợi hại để nàng đều muốn nhượng bộ lui binh lại thêm đạo nhân kia phi hổ tuổi trẻ đạo sĩ lúc này thân công báo cũng sớm chú ý tới cái kia đạo bạch y tung bay phong thái yểu điệu ăn mặc hoa lệ bóng hình áo trắng xinh đẹp ra sân phía sau lục xuyên cũng liền đình chỉ vung hoa ngồi đăng phi hùng một bên trên cánh, bị thân công báo hào quang bao phủ. Mới tinh đạo bào trong gió phần phật, thanh tú mặt, nhàn nhạt cười, phía sau kiếm. Những này tổ hợp, để hắn thoạt nhìn càng thêm tiêu sái bất phàm, phiêu giật xuất trần. Nếu như nói, thân công báo bị hắn đóng gói thành vị tiên phong đạo cốt lão thần tiên, vậy hắn liền đem chính mình chỉnh giống như là một vị trích tiên. Về phần đạo cô toàn bộ hành trình nghiệp dư âm hưởng sư, bản thân nhan giá trị không thấp nàng, ra sân lúc trên mặt cũng mang theo mê người, nụ cười. Đó chính là đắc kỹ sao lộc đài bên trên, cái kia đạo thân hình thước tha, áo trắng như tuyết thân ảnh lục xuyên tự nhiên thấy được, hắn cũng không phải cái gì mắt cận thị. Chỉ là khoảng cách có điểm xa, khiến cho hắn thấy không rõ mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, đạo thân ảnh kia hắn thoạt nhìn có chút quen mắt cùng giống như đã từng quen biết. Phi hùng to lớn thân ảnh phiêu nhiên rơi tại lộc đài bên trên. Hai cái cánh mười phần bình ổn, lấy lực lượng của nó, không dựa vào cánh liền có thể ngự không mà đi. Trọng Minh vỗ cánh, nó đề phòng nhìn thấy thiên về cửa điện áo trắng thân ảnh, lơ lửng giữa không trung từ đầu đến cuối không có rơi xuống đất. Xoẹt. Phi hùng phía sau ba đạo nhân ảnh hóa thành động quang, từ phi hùng phía sau rơi tại lộc đài phía trên. Ba người rơi xuống đất. Hào quang tán, tiếng nhạc ngừng. Ngao. Thân công báo quay người tay áo vén lên, phi hùng liền phát ra một tiếng nhíp nhân tâm phách gào thét về sau, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào thân công báo trong tay áo. Lục xuyên vung tay lên, trọng minh liền dương cánh đi xa. Thân chân nhân. Tại thiết yến cửa đại điện chờ đợi tỷ can, ở đáng sợ phi hùng biến mất phía sau mới ỉ vào lá gan tiến lên, thử kêu một tiếng. Hắn cảm thấy trước mắt thần tiên cùng ngày hôm qua cái đạo nhân có điểm giống. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại tưởng như hai người. Ngày hôm qua cái kia đạo nhân dùng lục xuyên lời nói nói liền là rất đồi phế, sắc bén, lôi thôi lết thết, râu ri kéo gốc rạ, tóc rối tung, đạo bào rất cũ kỹ, giống như là 6-70 tuổi. Nếu không phải trước đó đã biết hắn là cái kỳ nhân mà nói, hắn lại thế nào chịu tự hạ thấp địa vị đi tìm hắn. Nhưng kỳ nhân nha, nếu là cùng thường nhân đồng dạng vậy còn gọi cái gì kỳ nhân, khẳng định phải cùng người bình thường có chút không giống mà. Thế nhưng là đêm nay cái này thần tiên, mặt mày tỏa sáng, trâu đẹp bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, hào quang bản thân, tiên nhạc đi theo, ngồi cưỡi phi hùng, bất quá khoảng 40 tuổi. Mặc dù là tự nhận cùng đạo nhân kia có chút giao tình tỉ can, lúc này đều có điểm không dám lên trước nhận nhau, sinh sợ không phải mà làm tức giận thần tiên. Á tướng! Lục xuyên miễn cười đi lên trước, chắp tay thi lễ. Ngươi thực sự là tiểu thần tiên tỷ trang sợ ngây người nhìn trước mắt cái này phiêu giật xuất trần giống như trích tiên người trẻ tuổi ở đâu còn có thể cùng tối hôm qua cái kia tiệm sách hỏa kế liên hệ tới lục xuyên chỉ là mỉm cười không nói là hắn biết lần này vất vả đóng gói cùng tự chế ra sân đặc hiệu không có ủng phí sư phụ hắn đoán chừng cũng là trên đời này ra sân hoa lệ nhất chân tiên ngoại trừ hắn dạng này ra sân đặc hiệu chỉ sợ những đại la kim tiên đó cũng so ra kém triệu công minh ra sân cưỡi hổ vân tiêu ra sân thừa loan nhiên đăng vượt hạt nhiều nhất lại làm ca mà đi nào có dạng này hoa lệ ra sân đặc hiệu thân công báo nhàn nhạt mắt nhìn tỷ cang chính vạt áo mà đứng không có mở miệng đồ đệ nói dạng này có thể bảo trì cao nhân hình tượng lục xuyên không tại nhìn về phía tỷ cang đối đạo cô đánh cái chắp tay ra vẻ không biết nói tiên hữu hữu lễ không biết ở phương nào tiên sơn tu hành bồng lai tiên đảo vân linh tử gặp qua hai vị tiên hữu đạo cô khóe miệng giật một cái đáp lễ lại hai vị tiên hữu ở phương nào tu hành trong nội tâm nàng cái kia dính nhau, tiểu tử thúi này, giúp hắn tấu nhạc xong còn phải cùng hắn tiếp tục diễn kịch, khinh người quá đáng a. À. Dễ nói, tại hạ Côn Luân Sơn, Lăng Hư Tử. Lục Xuyên cười nói, vị này là sư phụ của ta ngũ đức chân nhân thân công báo, nghe nói đại vương thích tiệc, mở tiệc chiêu đãi chúng ta với lộc đài, chuyên tới để dự tiệc. Nguyên lai là Côn Luân Sơn tiên nhân. Thất kính, thất kính. Đạo cô Mục kinh, khoảng bước lên phía trước một bộ tôn kính bộ dáng, nói mắt nhìn tỷ can, cao mày nói, ngươi là người phương nào? tỷ trang tranh thủ thời gian cung kính nói hạ thần á tướng tỷ trang phụng chỉ bồi yến thân công báo gật gật đầu không nói một lời cất bước đương trước tiến vào xếp đặt yến trong đại điện mời lục xuyên đối đạo cô đưa tay cười nói hắn cuối cùng tướng gia vị kia là ai lục xuyên tại phía sau cùng liếc mắt bên cạnh bóng người kia đạo lúc này hắn đã thấy rõ mặt mũi của nàng nữ tử kia sinh da trắng mỹ mạo gương mặt trắng nõn óng ánh quốc sắc thiên hương dung mạo có thể xưng thế gian tuyệt sắc dù là lục xuyên cũng khi nhìn đến phía sau bị kinh diễm đến bất quá nàng một chốc có chút cúi đầu đối với nàng thân phận lục xuyên lúc này trong lòng có một phần suy đoán bất quá còn không xác định tỷ can cũng mắt nữ tử kia về sau nói tiên trưởng vị kia chính là ta đại thương vương hậu lục xuyên từ trong ánh mắt của hắn thấy được mấy phần tức giận đắc kỷ lục xuyên bất động thanh sắc đi theo tỷ can thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai chỉ là vì cái gì luôn cảm giác cái này đắc kỷ có chút quen mắt trước kia gặp qua sao? Đột nhiên, lục xuyên trong đầu một tia sáng hiện lên, một đôi lóe ra sát ý con mắt phù hiện ở trong đầu hắn. Một đôi mỹ lệ, yêu giả, mị hoặc. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là một đôi câu người cặp mắt đào hoa. Cuối cùng, này đôi cặp mắt đào hoa bên trong phát ra vô số đường cong, nhanh chóng phát họa ra một thân ảnh. Kia là sáu, bảy năm trước một buổi tối, một cái mặt che lụa trắng thiếu nữ áo trắng xuất hiện ở dưới ánh trăng đối với hắn phát khởi tập sát. Lúc này, hai cái áo trắng thân ảnh tại trước mắt hắn nhanh chóng trùng hợp tuy rằng thân thể có chút khác biệt nhưng cái kia một đôi mỹ lệ lại nguy hiểm con mắt lục xuyên tin tưởng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lục xuyên bước chân bỗng nhiên một trận nhìn thấy trẻ tuổi đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước một bên đắc kỷ tâm đều nhanh nhảy ra ngoài bị nhận ra sao nàng vốn cho rằng đạo sĩ kia là vì báo thù cho khương tử nha mà đến cho nên đều chuẩn bị liều mạng thật không nghĩ đến đạo sĩ kia lại còn nói hắn thật chỉ là đến đây dự tiệc có thế nàng chưa kịp trong lòng nỗi lòng lo lắng buông xuống, cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ tựa hồ chú ý tới nàng, hướng trong điện thời điểm ra đi còn dừng bước. Đắc Kỷ nín thở. Nói thật, nàng không sợ cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng cái kia cái trung niên đạo nhân thực tại quá mạnh, nàng tuy có ngàn năm tu vi, nhưng cũng biết tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá lập tức nàng liền thấy, trẻ tuổi đạo sĩ liền hướng bên hông cởi xuống ngọc hồ lô, uống một hớp rượu về sau liền tiếp tục tiến lên tiếng trong đại điện. Đắc Kỷ nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống thế nhưng là lục xuyên lúc này nhưng trong lòng vô cùng. Vĩ khuất. muội năm đó đánh tới nguyên lai là cửu vĩ hồ phụ thân đắc kỷ, khó trách hắn không phải là đối thủ, đánh cho hắn chật vật như vậy. Còn để hắn bị thân công báo vang uổng. Nghe xong hắn bị không chênh lệch nhiều thiếu nữ đánh bại về sau, mượn quyền phổ trở về thân công báo, cho hắn đổ ập xuống đánh một trận, truy hắn đầy sân chạy rất lâu, trách hắn lười biến không có tu luyện. Có thế lúc kia, hắn mới tu luyện bao lâu, một năm vẫn là hai năm. Cái này cửu vĩ hồ tu luyện bao lâu, một ngàn năm vẫn là ngàn lẻ cái một hai năm. Này làm sao so? Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là năm đó hắn có thế tại một cái ngàn năm lão yêu thủ hạ bảo trụ mạng nhỏ, cái này cũng rất không tệ tốt a. À. Lục Xuyên càng nghĩ càng thấy được hắn năm đó rất vĩ khuất, ân, có cần phải đi cùng sư phụ nói chuyện, yếu điểm an ủi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 134, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đắc kỷ trở lại thiên điện bên trong thiên điện cùng trong đại điện ở giữa chỉ cách xa hai tầng mỏng như cánh ve màng lộ màng che. Trong đại điện lúc này đèn đút sáng trưng, bởi vậy tuy rằng trụ vương sai người diệt thiên điện bên trong đèn, nhưng là cũng không tối như bưng, có sát vách ánh sáng xuyên thấu qua màng che tới. Đắc kỹ đi vào lúc trụ vương cùng phí trọng vưu hồn mấy người, chính cách lấy màng che nhìn qua trong chính điện ba cái thần tiên. Đại vương ngươi coi trọng tòa vị kia, quả thật là tiên phong đạo cốt đắc đạo toàn chân chi tướng A. Phí trọng cười thấp giọng nói ra. Vị đạo cô kia cũng xinh đẹp như hoa, vương hồn không cam lòng yếu thế nói sợ lời hữu ích bị phí trọng cho nói xong phí trọng mắt nhìn bên cạnh vương hồn tiếp tục nói còn có vị kia tuổi trẻ tiên trưởng siêu phàm thoát tục phiêu giật xuất trần khí vũ bất phàm nha vương hồn còn có hắn nhìn về phía đại điện chuẩn bị lại khen một cái có thế xem xét bỗng nhiên mắt trợn tròn tổng cộng tới ba cái hiện đang tán thưởng xong hắn còn nói cái gì phí trọng tán thưởng hai cái hắn mới tán thưởng một cái chính mình rất bị thua thiệt đắc kỷ đi tới tại trụ vương ngồi xuống bên người Vương hậu, ngươi không phải nói hết tiệt 39 vị sao, cái kia nên đến 39 vị thần tiên mới là. Trụ vương nắm ở đắc kỷ, thấp giọng cười nói, làm sao bây giờ chỉ ba vị đâu. Những các thần tiên đó chợt có việc cấp quấn thân, tới không được. Đắc kỹ cười cười, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi. Thiên viên trong mộ có nàng 39 cái vãn bối, hái thiên địa chi linh nhật nguyệt chi tinh, tu ra đạo hạnh phía sau có thể huyển hóa hình người, cho nên nàng cùng đạo cô thương định mang cái này 39 cái tới. Nhưng bây giờ đạo cô thụ người chế trụ, nàng những cái kia các con lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ? Đắc kỷ mắt sáng lên, đã bị cái này hai cái đạo sĩ sát hại sao? Hai cái đạo sĩ khí thế hùng hổ tìm đến mình báo thù, kết quả không có tìm được chính mình, thế nhưng là gặp đến dự tiệc đạo cô bọn người, thế là giết nàng những cái kia các con, bức hiếp đạo cô dẫn bọn hắn tới gặp nàng. Một nháy mắt, đắc kỷ nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Trong chính điện. Sư phụ. Lục xuyên tiến vào đại điện liền gặp bên trong thết tiệc 39 vị, phân 3 tầng, mỗi tầng 13 tịch. Hắn gọi lại thân công báo, sau đó thi pháp, đem 36 cái bàn toàn bộ chuyển dời đến một bên, chỉ còn lại tam tịch. Một bên trên, hai lần. Sư phụ, đạo hữu, mời vào chỗ. Lục xuyên cùng thân công báo đạo cô ba người vào chỗ ngồi, về phần tỷ can đêm nay làm phiền hắn đứng đấy đi. Khi hắn đi vào, đã phát hiện sát vách thiên điện bên trong cũng có mấy người. Lại thêm đắc kỷ mới tại bên ngoài, cái kia trụ vương chắc hẳn cũng tại sát vách thiên điện bên trong, cho nên nha, cái này thần tiên giá đỡ nhất định phải bày ra đến, người ta mới có thể coi ngươi là cái nhân vật trái lại làm thần tiên ngươi muốn không có một chút kiêu ngạo trụ vương bọn hắn nói không chừng sẽ còn xem nhẹ ngươi lục xuyên bắt đầu ăn trên bàn chân tu mỹ vị cùng hoa quả đói bụng một ngày liền vì một trận này a à. đương nhiên làm thần tiên cái này ăn cơm vẫn là phải giảng cứu một chút tướng ăn cho nên lục xuyên ăn đặc biệt vất vả bởi vì muốn ăn rất nhã nhặn rất ưu nhã đạo hữu nhớ kỹ muốn ăn nhã nhặn ưu nhã một chút lục xuyên không quên cho đạo cô truyền âm chớ có hư hại chúng ta tiên gia hình tượng. Đạo cô. Trang. Tiểu tử này thực tại rất có thể chứa. Nói thực ra nàng sống hơn ngàn năm, nhưng là không còn gặp qua có thể giả bộ như vậy người. Từ vừa mới bắt đầu trước hết tại trước mặt của nàng Trang, về sau ra sân Trang, một mực Trang đến bây giờ, thế mà còn nói cái gì chớ có hư hại tiên gia hình tượng. Ngươi sợ không phải vào hí quá sâu, thật sự coi chính mình là thần tiên A. Bên cạnh, tỷ trang bưng bầu rượu đứng ở bên cạnh, nghiệp dư nhân viên phục vụ cho bọn hắn rót rượu cái này rượu đều là trong vương cung ngự rượu, tính là nhân tộc cấp cao nhất rượu, rất liệt, sức lực cũng rất lớn. Lục xuyên uống mấy chén, cảm giác có chút men say phía sau không dám uống, sợ ảnh hưởng hình tượng hỏng kế hoạch tiếp theo, cho nên vận công bước đi ra. Ngược lại là đạo cô một chén tiếp lấy một chén, giống như người xưng ngàn chén không say, nhưng rõ ràng thấy được trên mặt của nàng hiện lên đỏ bừng. Tỷ can vội vàng vừa đi vừa về rót rượu, đem người lão á tướng mệt mỏi một đầu mồ hôi. Đạo hữu, ngự rượu tuy tốt, cũng không nên mê rượu a. À. Lục Xuyên nhìn ra được cái này đạo cô là đang uống rượu giải sầu, một chén tiếp một chén, biểu hiện đối với hắn và thân công báo khó chịu, thế là mỉm cười nhắc nhở. Bất quá bọn hắn sư đồ không có cảm giác, cái này đạo cô ngược lại là giống như đem chính mình chút say. Đạo cô nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tuy rằng Lục Xuyên biết rõ nàng là tại trừng chính mình, nhưng Lục Xuyên đổ cảm giác càng giống là đang câu dẫn hắn. Sau đó, nhìn xem nàng hiển hiện má đỏ trắng mút gương mặt xinh đẹp, trong mắt hiện ra ngàn vạn sợi mị ý, hơi lộ ra bộ ngực mềm trắng như tuyết, hoàng mỹ tư thái. Yêu tinh, nàng là cái yêu tinh, là con gà, chính cái đầu ăn người cái chủng loại kia. Lục xuyên đuổi cảm giác có chút không đúng, nhanh chóng lắc đầu vung ra trong đầu kinh niệm, trong lòng không được nhắc nhở chính mình, đồng thời tại linh đài nhanh chóng ảo tưởng ra một cái to lớn chim trĩ. Chính cái đầu giữ tận ăn người, nhai giòn. Nghĩ như vậy, lục xuyên hai mắt lập tức thanh minh, lại nhìn nàng lục xuyên liền cảm giác chính mình không có một điểm cảm giác. Luyện thần phản hư, thành tựu tiên thiên trước đó, thân công báo dặn đi dặn lại nói không thể động phàm tâm, gần nữ sắc. Lục xuyên thời khắc khắc trong tâm khảm. Không phải nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì ngõm củ tỏi, hạ tràng rất thảm. Về phần tương lai đạo công đại thành về sau, muốn hay không tìm vợ mà là một chuyện, tìm cái gì nàng dâu là một chuyện khác. Lục xuyên kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là tối thiểu nhất nếu là cá nhân. Yêu cái gì coi như xong, có thế biến thành người cũng không được, hắn khẩu vị vẫn là rất bình thường. Không phải ngươi suy nghĩ một chút có ngày rưỡi đêm khi tỉnh ngủ, đột nhiên phát hiện lão bà ngủ quá quen, hiện ra nguyên hình, ngươi ôm một con gà a hồ ly a cái gì đi ngủ. Kinh dị. Hứa tiên chẳng phải bị hù chết qua một lần sao? Còn tốt nàng lão bà có bản lĩnh, cứu sống hắn, có thế vạn nhất gặp gỡ cái đạo hành thấp cô vợ trẻ cái kia không chết vô ích. Đen đuổi đến đâu một điểm, nàng dâu nếu là nằm mơ ăn được ăn, miệng vừa hạ xuống tại chỗ giòn. Lục xuyên lắc đầu. Về phần chinh phục những này gà A quỷ A hồ ly A, trắng A sâu róm A cái gì, cái này vân 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 trách nhiệm liền giao cho về sau nhân tộc những cái kia ưu tú thanh niên tốt đi cố lên làm tiền bối tin tưởng các ngươi đạo hữu lại dùng những này thủ đoạn nhỏ tiểu đạo cũng sẽ không khắc khí lục xuyên nhìn về phía đạo cô mỉm cười truyền âm nói ngươi nếu là thiếu mặt trời cứ việc nói thẳng bần đạo cho ngươi tìm chỉ gà trống đến cam đoan ngươi hài lòng trong mắt của hắn chỗ sâu toát ra sát ý nghĩ hắn lục xuyên cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp long công chúa dương tiểu thiền dương nhị mỹ na tra mẹ có thế mới làm sao lại không có định lực như vậy? Nhớ năm đó hắn lục mổ nhân, còn bị Đông Hải Long công chúa đuổi ngược qua đây. Người Long công chúa cũng dài không sai, nếu là hắn vui lòng lời nói trở thành Đông Hải Long cung phò mã, còn không phải vài phút sự tình. Hơi tưởng tượng vấn đề này nằm ở chỗ, cái này đạo cô mới nhìn hắn cái nhìn kia lên. Hừ! Đạo cô nghe vậy đột nhiên tỉnh trụ, trên mặt má đỏ nhanh chóng tiêu lui xuống, đồng thời đem trước ngực đạo bào kéo đi lên, che khuất cái kia áo ngực trước tuyết trắng đồng thời, nàng tại trở về chỗ lục xuyên lời mới vừa nói, không có trước tiên nghe hiểu. Ngươi. Một lát sau, nàng bỗng nhiên phẫn nộ trừng mắt về phía lục xuyên, mặt lại đỏ lên, bất quá lúc này hoàn toàn là tức giận. Không tạ. Lục xuyên mỉm cười, dưới bàn trong tay trái, vuốt vuốt một cái bạc lấp lánh vòng quan hệ. Lại gây sự liền ném cái vòng vòng nguyền rủ ngươi. Chương 135, thân công báo người đại diện. Thân công báo một mặt vẻ đạm nhiên, Ấn Độ đệ nói tới ưu nhã uống rượu, nhã nhặn dùng bữa giá đỡ rất đủ. Mới dưới đáy chuyện phát sinh, đương nhiên cũng chạy không thoát của hắn đập kia pháp nhãn, bất quá nhìn thấy Lục Xuyên rất nhanh liền có thế từ đạo cô huyễn thuật bên trong sau khi tỉnh lại, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Coi như có điểm định lực, không có uổng phí hắn năm đó tận tình dạy bảo. Đạo cô kia nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Xuyên, bất quá cuối cùng lúc này địa thế còn mạnh hơn người, nàng cũng biết tình cảnh trước mắt mình cho nên hạ thấp đầu. Lục Xuyên mỉm cười, bắt đầu gấp đồ ăn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn uống một chén hoàng cung ngự rượu, được không thoải mái đêm dài đằng đẵng. Lục Xuyên một bên ăn trân tu mỹ vị, vừa cùng trước mắt mỹ mạo đạo cô trò chuyện một chút, tiên gia, sự tình. Mặc dù là cái yêu tinh, nhưng hóa hình người thật đúng là đừng nói, xinh đẹp không gì sánh được, có thể thấy được những này nữ yêu nhóm phẩm vị cũng đều là không sai. Lục Xuyên là đối yêu tinh không hứng thú không giả, nhưng dưỡng dưỡng mắt vẫn là có thể. Về phần tiên gia sự tình, thì là hắn nói cho sát vách một ít người nghe, đem chính mình sấn thác cao thâm mạc rắc một điểm. Thân công báo thì theo kế hoạch đem cao lạnh tiến hành tới cùng, toàn bộ hành trình không nói một lời, thân bên trên tán phát ra một loại vô hình lệnh người khó mà hơn càng tiếp cận khoảng cách cảm giác. tỷ can gặp phải người quen phía sau vốn đang thật cao hứng, nghĩ đến tìm cơ hội phím vài câu đâu, có thế tại dạng này thân công báo cùng trước hắn liền một câu đều cũng không nói ra được. đêm nay cái này bỗng nhiên buổi tiệc, lục xuyên cùng thân công báo tuyệt đối là ăn thoải mái nhất. về phần tỷ can toàn bộ hành trình phục vụ một trạm đến cùng, đạo cô đâu, như ngồi bàn trông, rơi tại cái này hai đạo sĩ trong tay, nàng ở đâu ra tâm tình ăn cơm? cơm nước no nê phía sau đã đến ba canh thời điểm ba người rời tiệc ra đại điện về sau lục xuyên hướng tỷ can cáo từ thân tỷ can đưa tay muốn kêu lại dừng tướng gia lục xuyên nhỏ giọng so sánh cười khang nói đêm nay nhà ngươi vương hậu tìm đến những cái kia yêu tinh đã bị ta cùng sư phụ ngăn lại thu phục cái gì tỷ can nghe xong khẽ giật mình tướng gia chúng ta đêm nay có thế ra lực khí bữa cơm này nhưng không có ăn không nhà ngươi đại vương lục xuyên mỉm cười nói nếu ngươi không tin có thể đi tìm ta sư phụ nhìn xem những yêu nghiệt kia. Tỷ can bán tính bán nghi đi đến cao lạnh phạm thân công báo cùng trước cung kính nói hai câu. Thân công báo gật gật đầu, đưa tay mở ra một cái tay áo, để tỷ can đi xem. Tỷ can đi đến xem xét lập tức kinh ngạc đến ngay người, chỉ gặp con kia nho nhỏ trong tay áo thế mà chứa lấy một đoàn tiên tử, đạo nhân, ước chừng ngón tay dài ngắn, khẽ đến 38 cái. Lục xuyên ở bên cạnh, đối thân công báo khẽ gật đầu một cái. Thân công báo sau khi thấy đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong tay áo đánh vào một vệt thần quang, ngay sau đó, liền gặp thần quang hạ những cái kia tiên tử nói mọi người sắc mặt đại biến, mặt lộ hoảng sợ, kêu to lên. Lập tức, bộ mặt của bọn họ bắt đầu vặn vẹo, cái mũi cùng miệng một chút xíu hướng về phía trước đột xuất. Cuối cùng biến thành từng cái hồ ly, tại thân công báo trong tay áo liếu ra liếu ríu kêu. a, à, tỷ trang bị giật nảy mình, bị hù liền lùi lại ba bước. Lục xuyên hướng bên cạnh thiên điện trong được đi, liền gặp trong bóng tối một đôi câu người cặp mắt đào hoa, phát ra ánh sáng yếu ớt hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền thu hồi ánh mắt hướng tỷ trang bên kia đi tới thế nhưng là khóe miệng nhất lên một vòng mỉm cười mồi nhữ đã thả ra vẫn là tại con mồi trước mắt mười phần phách lối trắng trợn thả tiếp xuống liền muốn nhìn lão hồ ly kia có chịu hay không chính mình vào bẫy cái này gọi người muốn ân thượng sáo đa tạ thân chân nhân cùng tiểu đạo trưởng đại ân để cho ta khỏi bị yêu nghiệp chi nhục tỷ trang lúc này đối hai người là trong lòng cảm kích nếu không đêm nay hắn đường đường một quốc chi tướng thế mà muốn đi phụng dưỡng một bang yêu tinh đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại thân công báo cải chính bần đạo đạo hiệu ngũ đức đúng là ngũ đức chân nhân tỷ can tranh thủ thời gian sửa lại đạo đang nói lục xuyên đem hắn kéo sang một bên tướng gia hôm nay thiên hạ thế cục ngươi cũng rõ ràng đông nam phản loạn đại chiến nhiều năm phương tây nhìn thèm thuồng chiêu binh mãi mã các ngươi khí số không có đã bao nhiêu năm lục xuyên nhỏ giọng nói ta sư phụ chính là lục căn thanh tịnh bất lão thần tiên chi thể tội gì nhà thế gian này thì phi nhân quả ngươi nói đúng a à. đúng đúng tỷ trang liên tục không ngừng gật đầu nhưng là ta sư phụ người này ai rất thiện tâm hắn cũng thường dạy bảo ta nói muốn tích đức làm việc thiện giúp người làm niềm vui thấy việc nghĩa hăng hái làm tin trung báo quốc lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ lục xuyên thao thao bất tuyệt một chuỗi dài nghe một bên tỷ trang là một mặt mộng cuối cùng lục xuyên thở dài một tiếng tổng kết nói hôm nay thiên hạ sắp loạn A sư phụ hắn không đành lòng nhìn thấy rối loạn, sinh linh đồ tháng máu chảy thành sông, vách tính mất đi gia viên, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng a. Sau khi nói xong vành mắt hắn có chút đỏ lên. Lời nói này đi ra, liền chính hắn đều bị cảm động không được. Chân nhân quả thật đại đức chi sĩ. Tỷ ca nghe xong con mắt cũng đỏ lên, kính để nhìn về phía bên cạnh chính vạt áo mà đứng thân công báo, trong mắt hắn, thân công báo hình tượng càng ngày càng cao lớn. Còn có, tướng gia a, ngươi không biết, hôm qua ngươi ưu quốc ưu dân cái kia lời nói, để cho ta sư phụ lão nhân gia ông ta thâm thụ xúc động. Lục xuyên trần thuật nói, hắn một đêm không ăn không uống không ngủ không nghĩ suy nghĩ một đêm, ngồi vào sáng nay về sau, hắn rốt cục có một cái quyết định. Cái gì? Tỷ can kinh ngạc. Lục xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta sư phụ, quyết định rời núi cứu vớt vạn dân với trong nước lửa. Thật. Tỷ can đại hỷ. Đương nhiên là thật, không phải đêm nay như thế nào lại đến giúp tướng gia hàng yêu phục ma, để tướng gia khỏi bị phụng dưỡng yêu nghiệt dạng này nhục nhã đâu. Lục Xuyên biết rõ tỷ can tâm cao khí ngạo, là tuyệt đối không tiếp thụ được phụng dưỡng yêu ma sự tình. Quá tốt rồi, chân nhân nếu như nguyện ý ra làm quan, kia thật là ta thành thang chi phúc, thiên hạ bách tính chi phúc a. Tỷ can vừa mừng vừa sợ, lập tức sẽ hướng thân công báo đi đến. Tướng gia ngươi làm gì đi? Ta thế thiên hạ bách tính cảm giác tại chân nhân a. Cái này trước không vội. Lục Xuyên ngăn lại hắn, nói ra, trước đó, còn có chuyện hai người chúng ta muốn thương lượng một chút. Tỷ can sững sờ, nói, chuyện gì? tướng gia a thực không dám giấu giếm, ta sư phụ chính là côn luân tu hành ẩn sĩ đắc đạo chân tiên đạo đức cao thâm ngàn năm bất lão thần tiên thể lục xuyên hảo hảo thổi phòng một phen phía sau mới hỏi nếu như hắn muốn ra làm quan mà nói ngươi dự định đề cử hắn làm cái gì quan cái này tỷ can giật mình tướng gia chúng ta giao tình thì giao tình nhưng có chuyện ta nhưng phải nói trước ngươi không thể lừa ta sư phụ lục xuyên hững hờ nói bằng vào ta sư phụ bản sự làm một quốc thái sư quốc sư cái gì hẳn là dư xài a nói xong lời nói này lục xuyên bỗng nhiên cảm giác chính mình làm sao có điểm giống thân công báo người đại diện rồi có quan hệ thân công báo hết thảy sự vụ đều phải hắn tên đồ đệ này ra mặt quản lý đàm phán bất quá cái này cũng chuyện không có cách nào khác dù sao ngươi không thể để cho một cái thần tiên chạy tới hỏi tỷ can nói ngươi định cho ta cái gì quan nha câu nói này vừa ra tới thần tiên lập tức biến tục nhân cái gì hình tượng đều hủy tỷ can nhận đồng nhẹ gật đầu thân công báo năng lực hắn biết rõ thần thông quảng đại tài học thắng hắn không chỉ gấp 10 lần, làm bọn hắn ân thương quốc sư Thái Sư Dư Xài. Có thế việc này như thế nào hắn có thế quyết định? Hô! Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cổ gió lớn cuốn lên, tỷ trang ngạc nhiên ngẩng đầu liền gặp lục xuyên ba người lại thừa phi hùng, đằng không mà lên không vào đêm sắc bên trong. Không được, bây giờ thành thang giang sơn đại hạ tương khuynh, hướng phía lương trụ những năm này bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ dựa vào còn lại lại há có thể ngăn cơn sóng dữ. Tỷ trang nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm, ánh mắt một chút xíu kiên định, như thế tài đức gồm nhiều mặt chi đại hiền thật vất vả bị ta gặp gỡ, có ra làm quan suy nghĩ, ta há có thể bỏ lỡ. Chương 136, mua một đưa một. Gió mắt vất vơ, nguyệt hoa như đóng. Đáp lấy phi hùng thân công báo sư đồ hai người đạp vào đường về. Nói là đường về, nhưng nói trắng ra là cũng liền từ triều ca thành trung tâm hoàng cung đến thành nam tiệm sách điểm khoảng cách. Chỉ bất quá vì trò xếp diễn nguyên bộ, cho nên bọn hắn lại thừa một lần phi hùng. Đồ đệ, ngươi vừa rồi trong miệng nói đây là vì sư sao thân công báo nhìn về phía lục xuyên cười ha hả nói khen vi sư đều do ngượng ngùng lấy năng lực của hắn nghe được lục xuyên cùng tỷ can đối thoại vẫn là không thành vấn đề lục xuyên biểu môi ngươi liền đồ đệ tiền đều sẽ nghĩ cách khen ngươi hai câu sẽ còn không có ý tứ đâu thật mới mẻ lần này hắn chính là dùng kiếp trước tiên tiến tiêu thụ học đem bọn hắn hai sư đồ xem như thương phẩm cho ân thương tiến hành bán ra khác biệt chính là thân công báo là chủ làm thương phẩm hắn đâu tính không tốt liền mua một tặng một cái chủng loại kia cho nên chỉ có đem thân công báo cái này chủ hàng giá trị tăng lên, hắn cái này không tốt giá trị mới có thể một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mua một tặng một A. À. Nghĩ như thế nào, cuộc mua bán này trụ vương hắn đều làm không lỗ. Đạo cô tại một cái khắc phiến trên cánh âm thầm cắn răng, trụ xuống đôi mắt bên trong hiện lên hào quang cừu hận. A. À. Thế nhưng là sau một khắc nàng liền kinh hô một tiếng, một cái đại thủ trong suốt như ngọc phát ra quang hoa, nhanh như điện chất chụp tới, giữ lại nàng ống ánh trơn nhẵn cổ họng. Ha. À mệnh thượng tiên tha mạng đạo cô lập tức hô hấp dồn dập cảm giác chính mình khí đều nhanh thở không được tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ đồ đệ yêu nghiệt này ngươi nói cái kia xử trí như thế nào thân công báo nhìn về phía đạo cô lạnh lùng nói dám ở dưới mí mắt ta dùng yêu thuật hại đồ đệ của ta ngươi chán sống a à. đang khi nói chuyện trên tay hắn kình lực cũng càng lúc càng lớn đạo cô liều mạng giãy dụa lấy dùng hai tay nắm lấy cái tay kia nghĩ đẩy ra có thế là căn bản không làm nên chuyện gì cuối cùng cũng bắt đầu mắt trợn trắng thân công báo trên thân phóng xuất ra không còn che giấu sát ý, cùng mới tiên phong đạo quốc thần tiên tưởng như hai người. Quên đi thôi, sư phụ, nàng lại không thể làm gì ta. Lục xuyên khoát tay áo, nói, còn có ngươi quên ta trước đó nói, giữ lại nàng còn có điểm dùng. Cái này chim trĩ tinh dù nói thế nào, cũng coi là vị kia nữ qua nương nương người. Thường nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Cứ việc đây là con gà, nhưng cũng là đồng dạng đạo lý. Bọn hắn sư đồ bắt đầu ở ân thương hoạt động, như vậy chẳng mấy chốc sẽ tại xiển giáo không tiếp tục chờ được nữa, cái này nếu là lại đem nữ hoa nương nương đắc tội, vậy sau này bọn hắn hai sư đồ còn thế nào hỗn? Lại nói, giúp cái này đạo cô, đắc kỹ lão hồ ly kia không được xù lông A, à, về sau hai người bọn hắn đi ân thương con đường cũng liền bị trắng chết rồi. Lão hồ ly. Nghĩ tới đây lục xuyên sắc mặt có chút phức tạp cùng ưu tan. Hừ. Thân công báo ánh mắt lấp lóe cuối cùng lạnh hừ một tiếng, buông ra thu hồi bóp chặt đạo cô cổ họng cái tay kia, hiển nhiên cũng nghĩ thông đoạn mấu chốt này đạo cô kêu lên một tiếng đau đớn đổ đang phi hùng cánh bên trên bất quá cũng may lại có thể hít thở nàng miệng lớn thở hào hển tựa như một đầu trên bờ sắp làm chết cá nâng lên một cái tay đặt ở sưng đỏ yết hầu bên trên sắc mặt cùng ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc cùng ánh mắt sư phụ còn nhớ rõ sáu bảy năm trước ngươi cho ta mượn quyền phổ trở về đêm hôm đó lục xuyên yếu ớt nói ta bị một cái thiếu nữ thần bí nửa đêm tập sát sao ách có sao thân công báo liền giật mình có chút không rõ lục xuyên vì sao lại đem chuyện xưa nhắc lại, Nhãn Châu xoay động phía sau cười nói, này thời gian có chút lâu, vi sư có chút nhớ không rõ. Ngược lại là một bên chưa tỉnh hồn đạo cô, nghe nói như thế không khỏi trong lòng hơi động. Nàng nhớ kỹ sáu, bảy năm trước. Các nàng đại tỷ tự mình xuất thủ đi giết Khương Tử Nha, thế nhưng là bị Khương Tử Nha sư điệp dùng một đêm thần kiếm gây thương tích, khi trở về còn nói gặp một cái đáng sợ đạo nhân. Chẳng lẽ đạo cô có chút không bình tĩnh? Trước mắt người đạo nhân này liền là năm đó nàng đại tỷ trong miệng cái kia đạo nhân, bên cạnh chính là Khương Tử Nha sư điệt. Bỗng nhiên, đạo cô ánh mắt rơi tại Lục Xuyên phía sau tử tiêu kiếm bên trên. Đạo cô một chút ngây dại. Trước đó nàng căn bản không biết, đêm nay đột nhiên xuất hiện đôi thầy trò này là ai, nhưng bây giờ nàng tốt muốn biết. "Vậy ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ nói ta lười biếng không có luyện công, cho nên bị một tiểu nha đầu đánh, thế là đầy sân đuổi lấy đánh ta a." À. Lục Xuyên u oán nói. Thân công báo vuốt râu hồi ức lập lờ nước đôi nói từng tựa như là có chuyện như thế hôm nay ta lại gặp nàng sư phụ ta cho ngươi biết nàng chỉ là bề ngoài tuổi trẻ có thế nội tại là cái lão yêu tinh lục xuyên lên án nói ngàn năm lão yêu a à, năm đó ta hơi kém liền không gặp được sư phụ ngươi thật sao thân công báo cười khang một tiếng lại cố ý suy tư nói nhưng vì sư nhớ kỹ ngươi năm đó không phải nói như vậy ngươi nói là một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều nha đầu a à, nha đầu nói đến nha đầu hai chữ lúc hắn còn cố ý tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh mấy phần. Nghe được hai chữ này, lục xuyên mặt mo đỏ ửng, không nói. Đem một cái ngàn năm lão yêu tinh gọi nha đầu. Thân công báo nói dứt lời, vẫn chú ý đến bên cạnh sắc mặt biến hóa đồ đệ, trong lòng rất vô lương nở nụ cười. Không bao lâu, bọn hắn liền trở về tiệm sách, ba người rơi xuống đất. Lục xuyên ngáp một cái hướng gian phòng của mình đi đến, đồng thời dặn dò, sư phụ, chờ một lúc có thể sẽ có khách quý tới cửa, liền giao cho ngươi, ta đi ngủ một đám tiểu hồ ly ngoài ra còn một cái mụi tử cũng không biết lão hồ ly này tới hay không đâu chờ một chút thân công báo gọi hắn lại chỉ vào đạo cô nói ra chúng ta nơi này liền hai gian phòng ngươi muốn đi liền đem nàng cũng mang về ngươi trong phòng đi lục xuyên kinh ngạc ngẩng đầu liền gặp đạo cô cũng là một mặt kinh dị hướng hắn trông lại đối diện vài lần về sau lục xuyên quả quyết quay người xếp trở về tên yêu nghiệt này tiểu đạo có chút hàng không được đạo cô hai người để đạo cô đứng tại cửa ra vào đương thị nữ hai người bọn hắn thì tiến vào trong phòng vây quanh bàn nhỏ ngồi xuống, lục xuyên nhắm mắt ngồi xuống, thân công báo nhắm mắt dưỡng thần. Hô! Qua ước chừng nửa canh giờ, bỗng nhiên, trong viện thổi lên một trận quỷ dị gió lớn. Lục xuyên khóe miệng vén lên, cuối cùng không có để hắn đợi uổng công một trận. Lão hồ ly tới, như vậy sư phụ hắn quốc sư vị trí cũng liền ổn. Lục xuyên mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp dưới ánh trăng, một cái thân ảnh yểu điệu đi tới, cuối cùng đứng ở cửa ra vào. Tiểu yêu bái kiến thượng tiên thân ảnh kia hạ thấp người thi lễ, mở miệng nói ra, thanh âm mềm mại đáng yêu êm tai, vô cùng dễ nghe. Mở cửa. Lục Xuyên đối đứng tại cửa ra vào, trong mắt hiển hiện kinh hỉ cùng lo lắng hai loại phức tạp ánh mắt đạo cô nói ra. Đạo cô thở dài, đem cửa từ từ mở ra, một cái tuyệt mỹ áo trắng mỹ nhân lấy hạ thấp người hành lễ tư thái đứng tại cửa ra vào. Lục Xuyên nói, quý khách mời đến. Đắc kỹ ngơ ngác một chút. Nàng tự biết đã từng nghĩ muốn giết chết tiểu đạo sĩ, lại lấy lộc đài khó xử hại qua Khương Tử Nha, Song phương oán hận chất chứa sâu như thế, như vậy lúc này tuyệt đối không cách nào lành. Thế nhưng là nàng đồng tộc cùng nghĩa muội tại trên tay người ta, nàng lại không thể không tới. Trước khi đến nàng đã dự nghĩ qua đến về sau sẽ xuất hiện đủ loại tình hình, nhưng duy chỉ có không ngờ đến đối phương sẽ đối với nàng khách khí như vậy. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 137, có phải hay không rất kỳ diệu. Bất quá đắc kỷ cũng không phải chưa thấy qua sóng to gió lớn người không đề cập tới lai lịch của nàng, bây giờ càng là nhân tộc vương hậu, cho nên rất nhanh đã hồi phục thần trí. Cùng đạo cô trao đổi cái ánh mắt về sau, nàng nhìn về phía trước mắt cái này tòa phòng ốc, dứt khoát đi tới đi vào. Vì đạo cô cùng nàng những hiên viên đó mộ phần bọn hậu bối, coi như nơi này là đầm rồng hang hổ, nàng cũng không đi một chuyến không thể. Trong phòng, nằm trên giường có trương bàn nhỏ, trên bàn có ngọn bảo đèn, ánh lửa nhảy lên, đem trong phòng chiếu sáng như ban ngày. Bàn nhỏ hai bên, hai cái đạo nhân ngồi đối diện nhau lớn tuổi đạo sĩ lúc này ở nhắm mắt dưỡng thần thần thái rất an tường mà cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ tại nàng sau khi đi vào ánh mắt liền rơi trên thân nàng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh ánh mắt cũng đồng dạng bình thản thậm chí khóe miệng của hắn còn ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên loại kia nàng trong tưởng tượng nhìn thấy nàng cừu nhân này về sau biểu hiện ra phẫn nộ cùng cừu hận nàng một tia cũng không nhìn thấy chẳng lẽ hắn không có nhận ra mình đắc kỷ trong lòng không khỏi nghĩ đến từ mắt tình hình trước mắt đến xem ngược lại là cũng không phải không có loại khả năng này, nếu không trên đời này làm sao có thể có người có thể bình tĩnh như vậy đối mặt một cái đã từng kém chút giết địch nhân của hắn. Sư phụ, quý khách tới. Lục xuyên mắt nhìn tô đắc kỷ, cười đối nhắm mắt tỉnh tọa thân công báo nói ra. Không thể không nói, đắc kỷ Mỹ là bất luận cái gì người nhìn đều không thể ngăn cản, trong lòng hội bất tranh khí cảm thấy kinh diễn cái chủng loại kia. Nếu như nói năm đó đêm ấy, 16-17 tuổi thiếu nữ áo trắng vẫn là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, như vậy 6 7 năm phát sinh dục thành thục về sau, nàng liền thành một đóa hoàn toàn nở rộ ra hoa. Kiều, Diễm, Nhu, Mị. Chỉ là cho Lục Xuyên lưu lại ấn tượng, lại như trước vẫn là năm đó đêm trăng tròn, áo trắng như tuyết, mờ mịt như tiên, từ trên trời giáng xuống cái thân ảnh kia. Đáng tiếc, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Tiểu nữ Tô Đắc Kỷ, gặp qua tiên trưởng, đạo trưởng. Thân công báo cân một tiếng, mở mắt liếc qua phía sau lại hai mắt nhắm nghiền. Ngươi xử lý đi. Hắn nói với Lục Xuyên, trực tiếp làm vung tay trưởng quỷ. Thu đồ muốn chọn thông minh quả nhiên là hắn nhất nhìn xa trong rộng một cái quyết định, dạng này cũng sẽ không cần mọi chuyện cũng phiền phức hắn. Tốt. Lục xuyên gật gật đầu, nhìn về phía đắc kỷ miễn cười nói, vương hậu nương nương đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Bồi tội. Đắc kỷ nhìn chầm chầm lục xuyên sắc mặt, chậm rãi nói, không biết xá muội cùng tiểu nữ người nhà, ở nơi nào đắc tội hai vị tiên trưởng, nếu có, tiểu nữ nguyện ý thay bọn chúng bồi tội, không biết hai vị tiên trưởng có thể tha bọn họ một lần có thể. Lục Xuyên miễn cười, đối thân công báo nói, sư phụ. Thân công báo nhấc tay áo hướng trong phòng phất một cái, một đạo quan hoa quét ra rơi trên mặt đất, hóa thành hơn 30 con hồ ly. Hồ ly nhóm ngẩn ngơ, một sát na liền từ trong tay áo đến trong phòng, bọn chúng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bất quá ở nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng lão tổ đắc kỹ phía sau toàn đều vô cùng mừng rỡ, tranh nhau chen lớn hét to, trốn đến đắc kỹ sau lưng. Đắc kỷ ngồi sổng xuống ôm nhu an ủi bọn chúng. Hư, không được ầm ĩ. Lục Xuyên cười nói, không phải bần đạo sẽ rất nhức đầu. Đắc kỹ sắc mặt biến hóa, nhanh chóng đứng lên hướng những này hồ ly nhóm nhất tay vồ một cái, những này hồ ly liền hóa thành hơn 30 đạo quan mang, rơi tại trong tay nàng. Thế nhưng là tuy rằng cứu trở về đồng tộc của mình, Đắc kỹ thoạt nhìn lại tuyệt không cao hứng. Nàng biết rõ đối phương dễ dàng như vậy liền thả người, cũng không có nghĩa là không có bất kỳ đại giới cùng điều kiện, mà là người ta tự tin các nàng coi như chạy cũng trốn không thoát nơi này. Lục Xuyên nói ra, vương hậu nương nương, hiện tại chúng ta có thể đàm nói giao dịch sao? Viện tử phía trên, Trọng Minh Chim cùng Phi Hùng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đắc Kỷ mắt sáng lên, nói, đạo trường xin mời nói. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, bây giờ ân thương khí số sắp hết. Thiên hạ sắp đại loạn, đến lúc đó sinh linh đồ tháng. Lục Xuyên nói ra, ta sư phụ trong lòng không nhẫn, cho nên phát thiện tâm nghĩ phải xuống núi tế thế cứu dân, tiến vào triều đình, bảo đảm ân thương giang sơn khí số, cứu vớt lê dân bách tính. Hôm nay thiên hạ đều biết, vương hậu Mỹ mạo tuyệt thế, tại đại vương cùng trước thâm thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, cho nên tiểu đạo nghĩ mời vương hậu giúp đỡ chút. Cái gì? Đắc kỷ nghe xong sắc mặt thay đổi, cả kinh nói, tiên trưởng không phải xiển giáo môn nhân sao? Lúc trước nữ hoa nương nương nói qua, thành than khí số sắp hết, muốn mất thiên hạ, phượng gáy kỳ sơn, tây chu thánh chủ đã sinh, cho nên muốn các nàng ba cái mê hoặc quân tâm, lấy trợ tây kỳ lấy được thiên hạ. Mà lại, bây giờ xiển giáo đã phái ra môn nhân, khương tử nha tiến đến tây kỳ đối minh chủ tiến hành phụ tá, hiệp trợ hắn lấy được thiên hạ có thế hôm nay cái này xiển giáo đệ tử làm sao lại nói ra muốn trợ trụ lời nói đến. Trước kia là, về sau có lẽ cũng không phải là, dù sao chuyện đời thay đổi trong nháy mắt, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Lục Xuyên thản nhiên nói, tỉ như nói, cái kia buổi tối liền là tại sân phía ngoài bên trong, vương hậu muốn giết tiểu đạo. Lời vừa nói ra, đắc kỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn quả nhiên nhận ra ta. Đắc kỷ trong lòng kinh hải nói, chắc gao nhìn chầm chầm Lục Xuyên, toàn thân như cung bình thường từng khúc căng thẳng lên làm xong tùy thời bộc phát muốn đi chuẩn bị nương nương chớ khẩn trương tiểu đạo ta cũng chính là đánh cái so sánh ngươi nhìn làm là địch nhân lúc đầu lần này gặp mặt phía sau ta nên tìm ngươi báo thù lục xuyên khẽ cười nói thế nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân ta đem lúc trước cái kia phần thù buông xuống để chúng ta lại biến thành có thể giao dịch đồng bạn về sau thậm chí có thể trở thành không sai bằng hữu ngươi nói chuyện trên đời này có phải hay không rất kỳ diệu đâu đắc kỷ nghe xong nhíu nhíu mày trầm ngâm không nói. Năm đó người tiểu đạo sĩ kia, bây giờ nàng là càng ngày càng nhìn không thấu, giờ này khắc này, nàng có một loại bị trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười đạo sĩ tính toán cảm giác. Từ nàng vừa rồi bước vào cái này phiến cửa phòng về sau, tiếp xuống phát sinh hết thảy tự hồ liền đều ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí bao gồm tả hữu tâm tư của nàng. Tỷ như vừa tiến đến hắn liền đối với cựu nhân lộ ra mỉm cười, không có một tia địch ý, làm rối loạn nàng trước khi tới, làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý còn để nàng sinh ra một tia may mắn ý nghĩ, cho là hắn không có nhận ra năm đó chính là mình. Sau đó tại nàng mở miệng lúc muốn tiểu hồ ly lúc, hắn cũng rất thẳng thắn liền thả, để nàng trong lòng càng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đến cuối cùng, hắn một chút phá vỡ nàng cái kia tia may mắn, trực tiếp nói cho nàng ta đã nhận ra ngươi chính là năm đó muốn giết cựu nhân của ta. Như nàng từ vào cửa đến bây giờ, nàng chỉ có thể bị động bị hắn từng bước một nắm mũi dẫn đi, về phần cuối cùng sẽ bị nắm đi tới chỗ nào, nàng cũng không biết. Đáng sợ, Đắc Kỷ trong lòng dân lên thấy lạnh cả người. Tiên trưởng nghĩ tiến vào triều đình làm cái gì quan? Suy tư nửa ngày, Đắc Kỷ thở thật dài phía sau hỏi: "Hôm nay bị đạo sĩ kia tính toán, đi đến một bước này phía sau há sẽ còn có nàng cự tuyệt chỗ trống. Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ nơi này chính là nàng cùng nghĩa muội, cộng thêm 38 con tiểu hồ ly nơi tán thân. Xiển giáo người không kiên nể gì cả, gan to bằng trời, tâm ngoan thủ lạc cũng là có tiếng." Lục Xuyên cười cười, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói: "Đại thương quốc sư đắc kỷ nhíu nhíu mày khổ sở nói đại vương rất chán ghét hậu cung tham gia vào chính sự lục xuyên không vội không buồn thản nhiên nói vương hậu nương nương tham gia vào chính sự số lần còn ít sao huống hồ việc này cũng không cần vương hậu chủ động hướng đại vương mở miệng không cần ta chủ động mở miệng không sai lục xuyên cười nói chỉ cần vương hậu nương nương tại có người tiến cử ta sư phụ về sau tại đại vương bên tai nhiều hơn nói ngọt hai câu thổi một chút bên gối gió là đủ nếu như thích phong thần vấn đạo đi xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 138, Thiên Tôn ranh giới cuối cùng. Nghe vậy, Đắc Kỷ cúi đầu xuống, trắng nõn gương mặt như ngọc nổi lên hiện hai đóa hồng vân, đỏ đến chỗ cổ. Như thế thẹn thùng thái độ, khiến cho nàng xem ra càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được, thấy Lục Xuyên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Thật là một cái ăn người yêu tinh, ta chỉ nói cái bên gối gió liền đỏ mặt, thực sẽ trang. Lục Xuyên trong lòng lầm bầm, không hổ là hại nước hại dân họa thủy, không cần mỹ thuật liền lợi hại như thế, cái này muốn là dùng mỹ thuật há không muốn mạng người mà. Bất quá hắn thoạt nhìn vẫn như cũ định lực mười phần, nghiêm túc nói, không biết vương hậu nương nương ý như thế nào. Đắc kỷ yếu ớt thở dài, yếu đuối nói, tiểu nữ tử còn có lựa chọn sao? Lục xuyên nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, đương nhiên là có, bất quá nương nương dạng này thiên kiều bá mỹ mỹ nhân nhi, vẫn là không muốn tuyển tốt. Ngươi một cái ngàn năm lão yêu tinh cùng ta trang yếu đuối. Thương hương tiếc ngọc ta tại đi, lạc thủ tồi hoa cũng có thể làm, tin hay không? Phản giao dịch này ta làm. Đắc kỹ khẽ cắn môi phía sau gật đầu, nhìn về phía lục xuyên lạnh lùng nói, hy vọng việc này về sau, giữa chúng ta lại không bất cứ liên hệ gì. Tiểu đạo cảm thấy nương nương tốt nhất vẫn là đừng có này hy vọng tốt. Lục xuyên mỉm cười nói, giữa chúng ta ngoại trừ làm giao dịch đồng bạn điểm quan hệ này bên ngoài, còn có một điểm là cừu nhân, không làm được giao dịch đồng bạn lời nói tiểu đạo liền nên đến trả thù. Ngươi! Đắc kỹ cắn răng nhìn hầm hầm lục xuyên. Lục xuyên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai, người này nếu là đẹp, liền sinh khí đều đẹp đẽ như vậy. Vô sĩ. Đắc kỹ khí con mắt bốc hỏa, cắn răng cơ hồ muốn mắng ra, mặt ngoài nghiêm túc nói mạo trang nghiêm, có thế loại trêu đùa này lời nói là một cái nghiêm trang nói sĩ có thế nói ra được sao? Nàng phất tay áo quay người, trên mặt sương lạnh, mang theo đạo cô bước nhanh mà rời đi. Đạo sĩ kia nàng sợ nhìn nhiều đều giảm thọ. Nương nương, đừng quên chúng ta giao dịch a, giao dịch. Lục xuyên ở phía sau mặt ngoắt cười nói, nhìn xem hai vệt động quang bay lên không. Sư phụ, đừng giả bộ người đều đi ta cũng về nghỉ ngơi a à. lục xuyên mắt nhìn bên cạnh thân công báo phát hiện người đi vẫn còn giả bộ cao nhân phía sau im lặng đạo người trước giả bộ một chút là được rồi ngươi cùng người một nhà còn trang cái gì hắn đứng dậy thi cái lễ phía sau ra cửa trong phòng lục xuyên lại đi tới bàn trước ngồi xuống đem hắn cái kia quyển trục lấy ra mở ra nhìn chăm chú lên trước đó hắn vẽ bức kia thiên hạ đại thế đồ nhìn một chút thời gian dần trôi qua lông mày của hắn liền nhíu lại Nâng bút chuẩn bị ở bên cạnh trống không viết cái gì, có thế cuối cùng vẫn là không thể rơi xuống đầu bút lông. Hắn nghĩ viết nhưng thật ra là mấy cái kia thiên tôn danh hào, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Truyền thuyết thiên tôn không gì không biết, không gì làm không được. Nếu là hô kỳ danh, hoặc là viết hắn số, tất nhiên có thể bị bọn hắn cảm ứng được cái gì. Về phần suy nghĩ một chút cũng không có gì, cái này tam giới lục đạo sinh linh đâu chỉ ức vạn, bọn hắn mỗi ngày đâm chiêu sở niệm suy nghĩ lại cái kia có bao nhiêu nếu là bọn họ đi từng cái một lắng nghe chúng sinh tâm niệm, đoán chừng sớm đã bị phiền nhân cách phân liệt, cái nào thiên tôn sẽ như vậy nhàn nhất cả trứng. Lại nói, thân công báo nói thiên địa đại kiếp cùng một chỗ về sau, thiên cơ che đậy, rất nhiều chuyện liền cao cao tại thượng thiên tôn đều khó mà toàn bộ trưởng khống, biết được. Lục xuyên đoán đây cũng là vì cái gì nguyên thủy âm thầm bố cục thiết kế tiệt giáo đệ tử tiến đến cản tai, nhưng lại không sợ bị thông thiên giáo chủ biết đến nguyên nhân. Nếu không lại có chuyện gì có thể giấu giếm được cùng là thiên tôn cấp số thông thiên giáo chủ đâu hắn đã tính qua trừ bỏ cái kia vị hợp thân thiên đạo tổ sư gia bên ngoài giữa thiên địa thiên tôn còn có sáu vị tuy rằng phong thần bên trong bên ngoài lão tử nguyên thủy còn có phương tây hai thánh hùng vốn khi dễ người nhưng trên thực tế rất nhiều người không để ý đến vị cuối cùng nữ hoa nương nương nàng mặc dù không có xuất thủ đối phó qua tiệp giáo cùng thông thiên nhưng lại một mực cho ân thương cùng trụ vương tiểu hài xuyên tỷ như phái ba yêu họa loạn quân tâm trợ dương tiễn bắt được cái kia thần thông quảng đại xuống núi bảo đảm ân trụ viên hồng đây cũng là vì cái gì lục xuyên vẫn luôn rất kiên kỵ đối hiên viên mộ phần ba yêu ra tay bởi vì hắn biết rõ nhà cái gì cũng không thể chọc nữ nhân tức giận a à. những ngày này tôn ranh giới cuối cùng theo thứ tự là cái gì ta được sớm làm vuốt một chút miễn cho không cẩn thận đạp lôi khu lục xuyên ánh mắt chớp động cuối cùng chậm rãi bế lên trong đầu tự hỏi trước nói của hắn vị kia ngọc hư sư tổ vẫn luôn tại Côn luân sơn ngọc hư cung ngàn năm vạn năm đều chưa hẳn hội xuống núi lộ diện một lần thích phía sau màn mưu đồ hắn thuộc về tính trước làm sao cái chủng loại kia người. Thế nhưng là có một lần hắn lại vô cùng lo lắng Hạ Sơn, thậm chí không để ý thiên tôn mặt mũi, lấy lớn hiếp nhỏ ra tay giết người. Một lần kia là 12 thượng tiên, bị Vân Tiêu lấy cửu khúc hoàng hà trận gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, xóa đi trong lòng ngực ngũ khí, chém trụng một thân đạo hạnh mà gặp nạn thời điểm. Hắn vừa ra tay liền giết Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai cái sư điệp, có thể thấy được hắn ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu kém. Tiếp theo, lần này phong thần đại kiếp cuối cùng, cũng có một bộ phận nguyên nhân là thiên đình để 12 thượng tiên xưng thần, nhưng nguyên thủy không nguyện ý mà đưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vị sư tổ này ranh giới cuối cùng chính là 12 thượng tiên. Chỉ cần không động hắn nhóm 12 cái người, cái kia trên cơ bản liền sẽ không đem hắn sư tổ làm phát bực xuống núi. Cái này 12 người cũng thuộc về ai dám động đến ai xui xẻo loại kia. Lục xuyên mở mắt ra, tại trên quyển trục trịnh mà trọng chi viết xuống 12 thượng tiên bốn chữ, phía trước còn cần ký hiệu đặc biệt đánh dấu cái này yếu điểm có thế phải cẩn thận nhớ cho kỹ, không nói trước làm không đánh thắng được họ họ, nhưng vạn không cẩn thận động bọn hắn, đây chính là phải bồi thường mệnh. Tiếp theo chính là nữ hoa nương nương. Lục xuyên trầm ngâm một trận, lông mày đều nhíu lại, có thế cuối cùng mở mắt ra phía sau lộ ra cười khổ. Thường nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Nữ hoa nương nương ranh giới cuối cùng hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới là cái gì. Là bảo đảm trụ. Lục xuyên ánh mắt chớp động, loại khả năng này vô cùng lớn, dù sao cũng là trụ vương sắc mê tâm kiếu, mạo phạm nữ hoa nương nương tại trước. Nghĩ tới đây Lục Xuyên liền rất đau răng. Cứ việc thế giới này, nhân vương nắm trong tay thiên địa nhân tam giới bên trong nhân gian đại địa, địa vị trí cao, nhưng nữ hoa nương nương thật đúng là không phải hắn xứng với. Tuy rằng toàn bộ phong thần bên trong nàng không nhúc nhích tiệt giáo đệ tử, nhưng lại một mực xuống tay với ân thương, giả lộ xuất thân bảo đảm trụ viên hồng liền bị pháp bảo của nàng cho thu. Xem ra nàng là quyết tâm muốn diệt trụ a. Lục Xuyên thở dài, Hiện ở trên người hắn có xiển giáo nhãn hiệu, coi như về sau đổi tiệp giáo, cũng không cần lo lắng nữ qua nương nương động thủ với hắn. Có thế nàng muốn diệt trụ điểm ấy mới là nhất làm cho người đau đầu. Nguyên Thủy lại không nói đạo lý, cũng chỉ là bao che khuyết điểm quan tâm hắn 12 cái đệ tử mà thôi, có thế nữ qua nương nương là ân thương bất diệt, thì không bỏ qua cái chủng loại kia a. Về phần hắn vị đại sư kia tổ, luôn luôn vô vi, chỉ thuận thiên đạo mà đi, cho nên có thể nói hắn ranh giới cuối cùng rất cao, cũng có thể nói hắn không có bất kỳ ranh giới cuối cùng cuối cùng phương tây hai vị bọn hắn ranh giới cuối cùng chỉ có một đầu đó chính là không có thể ngăn cản bọn hắn độ người hữu duyên đi phương tây phát triển phương tây sự nghiệp nếu không thì liền là cừu nhân người hữu duyên ai vậy tiệt giáo đệ tử nghĩ tới đây lục xuyên sắc mặt triệt để đen lại trên đời tổng cộng cũng chỉ có sáu cái thiên tôn năm cái tổ đội bốn cái làm đoàn một cái làm giả mấu chốt là bên này một cái còn không nghe hắn chỉ huy cái này còn thế nào chơi thực lực như thế cách xa hắn cũng rất tuyệt vọng a à. cười khổ về sau Lục Xuyên nhíu mày từ từ nhắm hai mắt, có chút đau đầu xoa bóp lên huyệt thái dương tới. Đương song phương thực lực trên lệch lớn tới trình độ nhất định phía sau tất cả âm mưu tính toán tất cả đều hội không chịu nổi một kích. Rất hiển nhiên, hiện tại hai phe này trên lệch đã đến loại trình độ kia. Chương 139, ngâm thơ một thủ. Trên bầu trời. Hai vệt động quang rời thành nam tiệm sách về sau, lân cận bay ra triều ca cửa nam, tiến về ngoài 30 dặm hiên viên mộ phần. Dây lát ở giữa động quang liền tới đến hiên viên mộ phần bên ngoài, một cái cửa hang trước rơi xuống biến thành đắc kỷ cùng đạo cô. Đại tỷ. Đạo cô nhìn về phía thần sắc âm trầm đắc kỷ, cười khổ nói, ngươi liền đừng nóng giận, cái đạo sĩ kia hắn. Đừng đề cập hắn. Đắc kỷ lạnh lùng nói, nhớ tới cái đạo sĩ kia khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm nàng liền giận không chỗ phát tiết. Đưa tay bung ra, 38 đạo quan mang rơi xuống đất biến thành hồ ly. Lão tổ. Chúng hồ ly cung kính gọi đạo, cúi đầu đạp tai, hoặc nhìn buồn bã yểu xìu, còn có chút chưa tỉnh hồn. Đắc kỹ nói, chính các ngươi trước hồi trong động phủ đi, về sau nhớ kỹ tại động phủ dốc lòng tu luyện, không nên tùy tiện đi ra gây chuyện thị phi, miễn cho gặp họa sát thân. Đúng. Chúng hồ ly nhu thuận đáp, lần này rơi tại hai cái đạo sĩ trong tay có thế đem bọn nó dọa cho phát sợ. Về sau thân ảnh nhanh chóng tại cửa hang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong động. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn thật muốn cùng cái đạo sĩ kia làm giao dịch giúp bọn hắn? Đạo cô giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi quên nhiệm vụ của chúng ta sao, cái kia hai cái đạo sĩ nhưng là muốn bảo đảm trụ a à? không phải ban là giao dịch đắc kỷ nhìn nàng một cái hỏi ngược lại không phải ngươi cảm giác cho chúng ta mới có thể đi ra tòa kia tiệm sách sao đạo cô cúi đầu sắc mặt âm tình bất định không nói đắc kỷ ngẩng đầu phức tạp mắt nhìn che kính sao trời bầu trời đêm bây giờ ân thương quốc lực ngày càng lụng bại trên triều đình quân thần ly tâm tây kỳ bên kia thì phát triển cấp tốc chúng ta làm đã không sai biệt lắm hai cái đạo sĩ không thay đổi được cái gì đạo cô nghe xong nhẹ gật đầu Đắc Kỷ thu hồi ánh mắt, đối đạo cô nói, trời không còn sớm, ta là thừa dịp đại vương chìm vào giấc ngủ phía sau tìm cơ hội, hiện tại cũng cần phải trở về. Tỷ tỷ bảo trọng. Đạo cô nói ra. Năm đó nữ hoa đem mê hoặc thành thang thiên hạ nhiệm vụ sai khiến cho ba người các nàng, có thế là bất kể công việc bẩn thỉu mệt nhọc, hiện tại tất cả đều bị nàng đại tỷ một người làm, thiên hạ bêu danh cũng từ nàng một cái gánh vác. Trong nội tâm nàng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngươi cũng là. Đắc kỷ khẽ cười nói ánh trăng chiếu xuống trương này không tì vết mỹ ngọc như vậy trên mặt chiếu rọi ra nàng cái kia đủ để khuynh đảo chúng sinh nụ cười chỉ là trừ đạo cô lại có ai có thế có thế nhìn thấy một đạo bạch quan đằng không mà lên hướng triêu ca mà đi thành nam ngũ đức tiệm sách lục xuyên còn trong phòng tự hỏi trước đó vấn đề sáu vị thiên tôn bên trong có năm cái hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp muốn ân thương diệt vong muốn phá cục này rất khó cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi lục xuyên xoa bóp một hồi huyệt thái dương về sau Vương Tay đem quyển trục lại thu nhập trong tay áo. Đại kiếp thế cục thay đổi trong nháy mắt. Cho dù hắn biết rõ rất nhiều thứ, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận địa vị cũng vô pháp đối tương lai làm ra quá lâu dài mưu đồ. Hắn chỉ có đi một bước mưu một bước, đem trước mắt một bước này đi tốt lại nói. Lần này mưu đồ một phen về sau, có tỷ can cùng đắc kỹ tương trợ, hắn tin tưởng thân công báo trở thành đại thương quốc sư có thể nói 10 phần chắc chính ở trong tầm tay. Đợi đến thân công báo thành đại thương quốc sư hắn mới tốt đối bọn hắn sư đồ tương lai làm tiếp xuống mưu đồ cũng tốt quyết định mình rút cuộc hướng ở đâu đặt cược nghĩ xong những này phía sau hắn mới đem trái tim nghĩ đổi được trên việc tu luyện nhắm mắt vận chuyển ngũ hành quyết thu nạp đến từng sợi ngũ hành linh khí tiến nhập thể nội chuyển hóa vì mình chân lực ngũ hành là cấu thành thiên địa cơ sở thế gian bản nguyên nhất linh khí cũng có được thuộc tính ngũ hành bất quá một chút bình thường công pháp chỉ có thể tu luyện cái này ngũ hành lực lượng bên trong một loại nhưng ngũ hành chân thủy quyết khác biệt cái này bộ pháp quyết hắn được từ thân công báo, chính là nguyên thủy thiên tôn thân truyền thụ pháp môn. Có thể đồng thời tu luyện năm loại sức mạnh. Chờ tu luyện tới đại thành, ngũ hành chân lực sinh sôi không ngừng, hết sức lợi hại. Những này từ tiên đạo pháp môn tu luyện ra được chân khí có thể sử dụng đạo thuật, ngự sử pháp bảo các loại, cho nên cũng gọi là pháp lực. Võ giả tuy rằng cũng là tu luyện chân khí, nhưng bọn hắn không có tu tiên căn cốt, không cách nào thông qua thu nạp thiên địa linh khí tu luyện chân khí, chỉ có thể lấy chân khí tại thể nội vận hành lớn tiểu chu thiên, tiến hành lớn mạnh mạnh lên bởi vậy chân khí của bọn hắn không cách nào sử dụng đạo thuật cùng phát bảo những thứ này tuy rằng tại công năng tính bên trên kém chút nhưng pháp lực bản chất cũng là chân khí cho nên tại uy lực bên trên đồng thời không khác biệt võ giả không cách nào thu nạp thiên địa linh khí cho nên đối thiên địa linh khí khai phát chủ yếu ở chỗ nấu luyện tự thân bên trên không bao lâu trời đã sáng rồi lục xuyên làm xong sớm công phía sau trực tiếp an tâm trở về phòng đi ngủ mưu sự tại nhân hắn làm đã đầy đủ tiếp xuống liền thành sự tại thiên bất quá hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, suy nghĩ một chút, cũng không lý tới từ không thành công a. À. Tối hôm qua tại lộc đài hắn ăn không ít đồ tốt, bụng rất no, buổi sáng không ăn đi ngủ cũng gánh vác được. Lúc buổi sáng, tỷ trang tại văn thư phòng ban trụ vương xử lý dân sớ, bởi vì đắc kỹ tiến cung, đã khiến cho trụ vương trầm mê tử sắc nhiều năm, không vào triều sớm không để ý tới chính vụ. Nếu như lục xuyên tại, cái kia tình cảnh này, hắn nhất định phải ngâm một câu thơ, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo triều đây là bạch cư dị viết dương quý phi cùng đường huyền tông trường hận ca nhưng để ở chỗ này tự hồ cũng cũng rất áp dụng thẳng tới giữa trưa tỷ can mới biết được trụ vương tỉnh lại tin tức biết được tin tức phía sau hắn không chần chờ nữa buông xuống dân sớ kính vãn lộc đài bên trên mà tới trụ vương không vào triều bách quan tự nhiên không gặp được trụ vương mặt võ tướng không thể bẩm báo quân tình chuyện quan trọng quan văn không thể lên thuộc trị quốc kế sách bây giờ chỉ có tỷ trang này một ít chức cao chức trọng lão thần yêu cầu gặp trụ vương lúc mới sẽ có được tiếp kiến lộc đài bên trên trụ vương ngay tại đắc kỷ đồng hành dùng bữa vương thúc ngươi tìm cô có chuyện gì trụ vương vừa ăn vừa hỏi đạo đồng thời thấp giọng nói với đắc kỷ lấy cái gì đùa trong ngực đắc kỷ khanh khách kêu kiều cười không thôi tỷ trang thấy cảnh này trong lòng trực thở dài nhưng nghĩ tới thân công báo lại có tinh thần nói khởi bẩm đại vương không biết đại vương còn nhớ rõ đêm qua mấy vị thần tiên hay không thần tiên trụ vương nghe xong lời này có hào hứng nói cô tự nhiên nhớ kỹ vương thúc nói bọn hắn làm cái gì thần tiên cho dù tốt cũng đi tự tại trụ vương trong ngực đắc kỹ hướng tỷ can nhìn lại mắt sáng lên hôm qua cái kia hỗn đảng tiểu đạo sĩ nói tự có người mở miệng tiến cử hẳn là liền là tỷ can quả nhiên tiếp lấy tỷ can tiếp tục nói không đại vương thần đã thăm dò được đêm qua vị kia côn luân sơn chân nhân cùng đệ tử dự tiệc về sau cũng không rời đi cũng không rời đi trụ vương giật mình không tệ lúc này người khác ngay tại triều ca thần cũng đã gặp đồng thời cùng hắn nói chuyện với nhau một phen phát hiện quả nhiên không thẹn côn luân ẩn sĩ chi danh Tỷ trang thần tình kích động, nói, vị này chân nhân không chỉ có đạo thuật thông huyền, trong lòng ngực trị đời chi tài hoa càng hơn xa hơn ta gấp 10, thần bất tài, nguyện thay đại vương tiến cử vị này chân nhân đảm nhiệm ta đại thương quốc sư chức, phụ tá đại vương. Ngũ Đức tiệm sách. Lục Xuyên trên giường nằm ngáy o o, bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình đằng vân giá vũ bình thường bay lên, cuối cùng. Ầm. Trùng điệp ném xuống đất. Lục Xuyên một mặt mộng bức mở mắt ra liền thấy mình không biết làm sao nằm trong sân, ngẩng đầu một cái, chỉ gặp thân công báo mang theo một loại mê chi miễn cười từ hắn trong phòng đi ra. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 140, Hí Tinh Đồ Nhi, Hoàng cung người tới muốn tiếp vi sư tiến cung, ngươi đi thay vi sư đi tiếp đãi một chút. Thân công báo đi đến lục xuyên cùng trước ôm cánh tay ngồi sổng xuống, cười tủng tiễn nói, người nói nha, vi sư là đắc đạo toàn chân, không thể tùy tiện lộ diện. Lục xuyên khóe miệng giật một cái. Tiếp đãi không có vấn đề, nhưng sư phụ ngươi có thể hay không trước giải thích cho ta một chút. Lúc này Lục Xuyên cũng chậm chậm lấy lại tinh thần, nhìn qua thân công báo trong mắt thả ra yếu ớt lục quan, nói, đồ nhi vừa mới đến đấy kinh lịch cái gì, mới từ trên giường bay đến trong viện. Nghĩ đến mới loại kia như bay cảm giác, Lục Xuyên đã cảm thấy có chút lá gan đau đau dạ dày. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn mười phần xác định cùng khẳng định là bị người từ trên giường nắm chặt lên ném ra tới. Chỉ là loại này gọi người rời giường phương thức, thật sự là quá quá quá. Cực kỳ tàn ác. Ngươi hỏi ta. Vi sư cũng còn buồn bực đâu. Thân công báo nghe xong một mặt kinh dị nói ra, ta vừa đẩy ra ngươi cửa, ngươi liền, hưu, một tiếng từ trong cửa ra bên ngoài bay ra ngoài, dọa vi sư thật lớn nhảy một cái, còn tưởng rằng ngươi lại tại luyện cái gì khó lường thần công đâu. Lục xuyên. Hí tinh. Nhìn xem thân công báo một mặt kinh dị thần sắc, còn có cái kia hết sức chân thành tha thiết ánh mắt. Thỏa thỏa hí tinh một cái. Hắn lục mổ nhân tốt xấu cũng tu luyện 7-8 năm, sao lại có người cận thân mà không phát giác gì giải thích duy nhất liền là thực lực của đối phương, vượt qua hắn thực tại nhiều lắm, nhưng nơi này ngoại trừ thân công báo bên ngoài, cái nào còn có bực này bản sự. Về phần vị này hí tinh sư phụ từ trước đến nay đều là hư hư thật thật khó mà phân biệt, trải qua nhiều năm như vậy hung đúc, hắn đã sớm biết không thể tin hoàn toàn. Thế nào, đồ nhi, không có quảng đau a à? Thân công báo một mặt quan tâm, dáng vẻ, mau đem lục xuyên từ dưới đất nâng đỡ. Không biết vì cái gì, mỗi ngày không cùng tiểu tử này đấu trí đấu dũng chơi một chút, hắn liền toàn thân khó chịu đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi không có việc gì. Lục xuyên ánh mắt chất động, quan tâm hai chữ cắn rất nặng. Hắn hiện tại nhục thân đã qua ngũ tiểu cảnh, ở vào nấu luyện ngũ tạng năm cực cảnh, cái này một ném thật đúng là không có làm bị thương hắn, chỉ là hơi có chút cảm giác đau thôi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thân công báo cười một chỉ cửa ra vào, nói, người tới, ngươi đi tiếp đãi một chút. Cốc cốc cốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa, chỉ nghe tỷ can ở ngoài cửa cao thanh hô, vũ đức chân nhân lăng hư tử đạo trưởng nhưng tại nhà tại ngươi chờ một chút lục xuyên lên tiếng hắn ngủ thời điểm thoát phía ngoài đạo bào mới lại là bị người từ trên giường ném ra tới dạng này y quan không ngay ngắn ra ngoài rất ảnh hưởng hắn hình tượng nói hắn liền thân công báo kinh dị trong ánh mắt như như gió cuốn vào giữa phòng xuyên qua đạo bào cổng lên trường kiếm sửa lại y quan tiêu sái phiêu giật đi ra từ đi vào đến đi ra cơ hồ chỉ là trong chớp mắt biến thân tốc độ nhanh chóng lệnh thân công báo ở một bên đều nghẹn họng nhìn trân trối tiệm sách bên ngoài. Lục Xuyên mở cửa chỉ thấy cửa ra vào ngoại trừ tỷ can bên ngoài, còn có một cổ trang trí hoa lệ xe kéo, cùng một đoàn người mặc hoàng cung phục sức cung nhân. Ngoài ra, á tướng cùng như thế lớn chiến trận đã sớm hấp dẫn cửa ra vào đường phố bên trên bách tính vây xem. Lăng hư tử đạo trưởng. Vừa thấy được Lục Xuyên, tỷ can liền lộ ra nụ cười mau tới trước hỏi. Nguyên lai like là á tướng đại giá quan lâm hàng xá. Lục Xuyên đánh cái chấp tay, mỉm cười, nói, tiểu đạo không có từ xa tiếp đón, còn xin tướng gia chớ nên trách móc không có trách hay không, đạo trưởng, ta đã xem chân nhân tiến cử cho đại vương đảm nhiệm ta đại thương quốc sư. Tỷ Trang Thoạt nhìn hết sức cao hứng, nói ra, đại vương nghe xong quân tâm cực kỳ vui mừng, lập tức phái ta đến đây tiếp chân nhân vào cung, chuẩn bị tiếp kiến. Á tướng, mời ngươi trở về đi, muốn mời gia sư rời núi, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. Lục Suy nghe xong lắc đầu. Cười nói, ngươi trở về có thể nói cho đại vương, muốn mời ta sư phụ rời núi nhất định phải thiên tử tự mình đến mời. Hắn lúc đầu kế hoạch chính là muốn trụ vương, tự mình chiêu hiền đại sĩ đến đây tương thỉnh. Tại tối hôm qua kiến thức thân công báo năng lực về sau, trụ vương nếu là như cũ cố lấy thiên tử mặt mũi không đến, vậy cái này hàng cũng liền thật không cứu nổi, đáng đời hắn không may vong quốc. Cái gì, muốn đại vương tự mình đến mời? Tỷ can nụ cười biến mất, kinh hải sau khi, nghĩ nghĩ, vội hỏi lục xuyên nói, tiểu đạo trưởng, đây là ý tứ của ngươi vẫn là chân nhân ý tứ. Đương nhiên là gia sư ý tứ. Lục xuyên miễn cười nói, á tướng trở về có thể đem nguyên thoại chuyển cáo cho đại vương nghe, tới hay không đều tại đại vương một ý niệm. So sánh nghe vậy, lông mày nhíu chặt, trên mặt viết đầy vẻ u sầu. Vốn là ngũ đức chân nhân bên này không xuất sĩ, mãi mới chờ đến lúc hắn thuyết phục muốn xuất sơn, lại lo lắng đại vương bên kia không đồng ý hắn muốn quốc sư vị trí. Thật vất vả, đại vương quyết định muốn tiếp kiến vị này chân nhân, hắn nơi này lại muốn đại vương tự mình đến xin. Hai bên vấn đề đều phải hắn đi xử lý giải quyết, tỷ can trong lòng gọi là một cái đắng chắc. Đúng rồi, á tướng, ta sư phụ cùng cái khác tiên hữu ước có, sáng sớm ngày mai liền muốn khởi hành đi Đông Hải tiếp khách, cho nên hy vọng các ngươi mau chóng. Lục Xuyên nói ra, nhưng xin nhất định nhớ kỹ, bất kỳ cái gì quyết định đều để đại vương đi làm, ngươi có thế tuyệt đối không nên can thiệp khuyên bảo đại vương đến đây, nếu không thì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn cái này trụ vương có phải là thật hay không đến cái kia không có thuốc chữa trình độ. Tốt. Tỷ can há hốc mồm, cuối cùng thở dài một tiếng, quay người lên ngựa khoát tay chặn lại, chán nản nói, hồi cung trụ vương, liền ngươi vương thúc đều đối ngươi không ôm hy vọng, xem ra ngươi thật đúng là. Hắn nhìn qua tỷ can cùng rời đi xa giá, ánh mắt chậm rãi có chút thâm thúy bắt đầu. Cái này đại đội nhân mã đi hoàng cung một cái vừa đi vừa về, tự nhiên muốn sau một người chậm nhiều, nhưng là tỷ can thời điểm ra đi liền xe giá cũng cùng nhau mang đi, nói rõ hắn cho rằng lại đến hy vọng không lớn. Lục xuyên không để ý tới cửa ra vào ghé mắt bách tính, quay người vào cửa hàng đem cửa đóng lại phía sau đi hướng hậu viện. Trong viện, thân công báo chấp hai tay lẳng lặng nhìn qua trong hoa viên đủ mọi màu sắc hoa. Ngươi cự tuyệt. Ừm. Dừng một chút, thân công báo nói, vậy ngươi cảm thấy trụ vương sẽ đích thân tới sao? Lục xuyên gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Thân công báo mỉm cười quay đầu, nhìn về phía cái này một tay điều giáo bồi dưỡng ra được đệ tử, hết sức hài lòng. Nói thực ra, lần này đệ tử trong lòng cũng không có đếm, bất quá khả năng đại khái. Lục xuyên chần chờ một chút, nói ra, sẽ đến đi nếu như nói trụ vương không đến vậy thì thật là tốt có thể làm hư thân công báo đương quốc sư sự tình nếu là trụ vương tới vậy bọn hắn hai sư đồ về sau coi như có chơi vậy ngươi còn đang suy nghĩ cái gì thân công báo nhìn về phía một mặt vẻ suy tư lục xuyên mỉm cười nói lục xuyên giật mình sau đó yếu ớt nói ta đang suy nghĩ sáng nay đệ tử đến cùng luyện cái gì công mới có thể từ trên giường bay đến trong viện đây này đang khi nói chuyện hắn quay đầu tập trung vào thân công báo trên mặt sư phụ ngươi kiến thức rộng rãi biết rõ loại công phu này sao cái này vi sư cũng chưa nghe nói qua. Thân công báo cười khang một tiếng, bị lục xuyên ánh mắt chầm chầm trong lòng có chút chột dạ, bỗng nhiên đưa tay ngáp một cái về sau, nói, ừm, lại nói ngủ trưa thời gian, đồ đệ, ta trước đi nghỉ đi a. À. Nói xong cũng không quay đầu lại lách mình vào phòng, bột một tiếng đem đại môn đóng chặt. Lục xuyên nhìn chầm chầm cửa phòng trong mắt đặt vào lục quang. Hoàng cung. Ừm, vương thúc ngươi đi thỉnh hắn cũng không tới, còn muốn cô tự mình đi mời hắn. Nghe xong tỷ trang bẩm báo, Trụ Vương cũng không nhịn được ngẩng người, có chút không thể tin. Dù sao, nhân tộc có Nhân Vương, âm phủ có Diêm Vương, trong biển có Long Vương. Cuối cùng những này tất cả vương thì quy thiên đế trưởng quản. Nhân Vương tuy vô pháp trường sinh bất lão, nhưng thượng cổ Nhân Vương dư uy vẫn còn, Nhân Vương tại tam giới địa vị thế nhưng là còn muốn sau một chút thần tiên cao. Đúng. Tỷ Cang nói ra, trong lòng thở dài một tiếng, đối với việc này hắn đã không ôm hy vọng. Keo ngạo như vậy. Có ý tứ. Nghe được xác nhận phía sau trụ vương mất cười một tiếng, bỗng nhiên sinh ra hứng thú, cô tay nói, "Bãi giá, cô cũng phải đi gặp một lần hắn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài."